với đời. Sáng hả chị? Lên xong rồi ăn trưa, nấu cơm rồi. Nó để mặt luôn. Thấy cũng đẹp mà. Nó có cái mút. Lên tình yêu ơi, tình yêu ơi. Đưa cái iPad cho mẹ coi đi. Đó, ngay chân đó, đó, đó. Lên nha quý vị ơi, đợi em 1 phút 30 giây, 1 phút 30 giây quảng cáo. Em lên nha quý vị. Đây, một em này size S M nhỏ, ngực 82 đổ lại, trắng tinh luôn nha quý vị. Hiệu của gì nè, Âu Navy, size M nha, ngực tầm 82-83 đổ lại, mới tinh nha quý vị. Đầu lai em sale con này 50k, lên mã 62.
Tiếp tục một em Binh. Em Binh này size M lớn. Size M lớn ngực 84-87. Ngực 84-87 mặt đẹp nha. Hiệu Binh. Cái này không có chỗ nhét mút nha, rằn rằn nè. Đẹp sexy luôn. Bữa em bán 80, hôm nay em sale em này 60 luôn nha quý vị, lên mã 21. Rồi một em size M. M ngực 85 đổ lại. M ngực 85 đổ lại nha. Chất đẹp cực kỳ. Ngoài sao nè. Rồi sale em này 45k mã 52. Tiếp tục một em Nike xịn sò size S. Nike xịn size S nha. Ngực 82 đổ lại. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha, ngoài sau nó nè. Rồi em này em sale 70 luôn nha quý vị, nhanh tay một lát nữa là lên 90 nha quý vị ơi, mã N7 nha. Một em Adidas size L XL ngực này tầm 97 đổ lại. Ngực 97 đổ lại, xịn sò luôn nha, đầy đủ tem nè. Rồi em này 70k. 70k mã A21. A21. Tiếp tục một em size L. Mút liền ngực 97 đổ lại, ngực 90-97 đều vừa, có 3 mắt cài. Con này còn mới luôn nha quý vị ơi, rất là mới, hiệu Dunkin. 60k lên mã 66. Tiếp tục em Nike nữa nè. Nike này nó để XS nhưng mà tầm size S mặc vừa nha. Eo này tầm là ở quên ngực. Ngực tầm 80 đổ lại. Ngực 80 đổ lại. Mới tinh luôn nha. Em này 80k, 80k lên mã 28. Ủa quý vị chấm chấm giùm em được không? Không thấy comment của quý vị. Một em Champion chất đẹp. Size M nhỏ ngực 83 đổ lại nè. Kiểu cái này không có chỗ nhét mút nha. Kiểu mặt rất là sexy, rất là đẹp, phối rất là dễ luôn nè. Còn loan loan nè. Bóng đẹp luôn nha. Rồi cái này 70k. 70k lên mã 09. Rồi cảm ơn Nhã Phương Đinh. Tiếp tục. Còn 3 em giá sale nữa nha. Size M lớn ngực 87. Ngực 87 đổ lại, size M lớn. Size M, M, L. M lớn, L nhỏ ngực 87-88 nha. Ngực 88 đổ lại. Rồi xem em này 50k. 50k mã 38. Cái size này chưa đi nha. Tiếp tục một em mút liền size M lớn ngực 87 đổ lại. Mút liền 87 đổ lại nha. Màu vàng tươi luôn. 50k mã M7. Rồi một em này cũng đẹp nữa nè. Sexy nè. Size M lớn luôn ngực, L nhỏ bon chen ngực 89 đổ lại. Hiệu nè. Cái lỗ khoét lỗ luôn nè. Sale em này 40k luôn nha. 40k lên mã 42. Rồi còn một em giá sale nữa nè quý vị ơi, nhanh tay. Ngực này 85 đổ lại, size M. Size M ngực 85. Cái này không có chỗ nhét mút nha, có thể cắt nhét được nha. 50k luôn. Mã N1. N1. Ờ đúng là dạo này ít view thiệt luôn á. Không hiểu. Tiếp tục em trắng nè. Size S. Size S ngực 81 đổ lại. À, chưa chị ơi, tại vì em nào em lên áo em soạn áo. Size S ngực 80-81 đổ lại nha. Mới tinh luôn quý vị ơi, đẹp lắm, hiệu Champion nha, mới luôn nè, 50k mã 30. Size S ngực 81 đổ lại. Ngực 81 đổ lại 45k mã 09.
Không, em biết nữa, tại dạo này nó bị vậy đó bà ơi. Dạo này không biết sao. Một em New Balance, New Balance size M ngực 87 đổ lại nha. Đẹp lắm luôn nè. Còn mới chát nha quý vị, 50k lên mã 11. Sexy chắc đi nâng víu lên là đi mặc là sexy nha. Size M, size M nhỏ ngực 83 đổ lại, cái này hai lớp, cái này không có chỗ nhét mút nha, mình cắt nhét mút vẫn được nha. Hiệu Champion 45k mã T101. Mai Lê 11. Hình như bữa Mai Lê có cọc cho mình đúng không? 11 của Mai Lê nha. 50. Tiếp tục một em hiệu Kyodan của Mỹ, rất là đẹp luôn, size M. Size M ngực 84 đổ lại nha. 11 hết nha mấy tình yêu ơi. Hiệu Kyodan ngực 84 đổ lại nha, 55k. Lên mã T2. Một em cha hiệu gì nè, hiệu chữ R gì của Mỹ. Mút liền ngực 85 đổ lại. Có ba mắt cài nè. Nói chung từ 81 tới 86 cũng được nha. Rồi em này em sale 40k. 40k lên mã 18. Nay nay lấy đi đơn luôn đi tình yêu. Một em Champion. Này phối được nhiều đồ lắm nha, size M nhỏ ngực 83 đổ lại, còn mới tin nha quý vị. Họa tiết 3D đẹp cực kỳ nha. Em này 60k lên mã 00. Tiếp tục một em Victor nè. Victor. Victor size này nó để làm, nó để size 34B nha. Là tầm size M cúp B ngực 85 đổ lại nha. Ngực 85 86, ngực 86 đổ lại 00 Hiền Dương. Không không, Hiền Dương trước là tình yêu ơi. Xin lỗi vì nãy giờ tôi không thấy bà. Không có quần đùi bạn ơi. Hiền Dương bao nhiêu? 60 65 hay gì? Phải không? Rồi một em Victor xịn sò còn đủ tem nha quý vị. 34B tầm size M ngực 85 86 đổ lại nha, rất là sexy nè. Hôm nay em sale cái con Hello kìa, tâm với bắp hân bắp kìa. À, nhiều tiền. Rồi nay sale em này là 65k luôn mã Q5. Để ngoài. Một em size L. Không có bạn theo dõi đi, cái nào ưng thì lấy giùm mình nha. Một em size L ngực 97 đổ lại, hiệu Âu Navy rất là mới. 90 không tới 97 đâu, này tầm 95 đổ lại nha. Rất là mới luôn, 50k. 50k lên cho em mã mã xanh đi. Nè con gỡ. Q5 hả? 65. Quên nhiêu tiền à? 65. Của anh An Tâm Lê. Một em pin xịn sò quý vị ơi, size S nha. Xanh 50, xanh nè. Ok, xanh nè. Của Ngọc Thanh, Ngọc Thanh mới inbox giùm cho mình nha. 65. Một em hiệu pin xịn sò mới tinh luôn nha, ngực này tầm 82 đổ lại. Cái này nó pin sexy, nó không chỗ nhét mút nha quý vị. Quý vị có thể cắt áo nhét mút hoặc là dán cái mút bên ngoài cũng được luôn. Cái pin hả? Cái này sợ em giãn giãn xíu chắc vừa. Cái chân ngực thì em vừa đó, mà cái víu em to quá chị sợ. Nếu mà lấy đi không vừa thì cho con bé. Rồi xem em này 65k nha. Em này rất là mới luôn á. Pin xịn sò đó, mã 24. Mẹ cái này có này. Của Ngọc Thanh. Ngọc Thanh inbox giùm cho mình nha. Size M nhỏ ngực 82 đổ lại nè. Họa tiết hai lớp dày đẹp lắm luôn. 40k thôi. 40k lên mã BD. Ngọc Thanh là hồi nãy là 50. Còn An Tâm Lê là 65. Một em size S, ngực này 81 đổ lại nè. Đẹp lắm nha, 50k, ngoài sau là dây. Ngực 81 đổ lại 50k lên mã CU2. Tiếp tục một em S nữa nè. Một em S xinh, ngực 79 đổ lại. Hiệu này của Âu Navy, chất đẹp lắm luôn nha. 50k lên mã H30.
À, đẹp mà nhỏ hả? Còn nhiều cái bự mà. Này size M lớn ngực 87 đổ lại, 87 88 cũng được nha. 87 88 đều được nha. Rồi. Cái này là cái hiệu của nó, chữ C gì nè. Rồi em này là 45k. Ngực này M lớn nha, mã B6, B6. Một em đa Adidas nè, nó làm dạng mút mỏng nha, không có mút nha, làm dạng mút mỏng. Adidas mút mỏng size M lớn ngực 88 đổ lại nè. Ngực 88 đổi lại sale 55k em này luôn nha, lên mã 100. Dạng im im hơi dài dài chân ngực, cái này đẹp lắm. Đó, đẹp lắm nha. Im im nè. Cái này tầm size M lớn ngực 87 đổ lại nha. Mà sao rất là xinh nè. Này cái hiệu này nè. Rồi em này 65k, 65k lên mã 75. Một con Under Armour. Size này là size M ngực 84 đổ lại. Cái này cũng hai lớp giày, không có chỗ nhét mút nha. Rồi, cái này em sale 50k nha quý vị ơi, 50k lên mã 38. Trừ con 3, trừ hai con trên thôi. Mạng hơi chậm. 75 của Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh chứ không phải chị Hạnh nha. 75 là nào vậy? À, 65k của Mỹ Hạnh trước nha Ngọc Thanh ơi. Một em đẹp cực kỳ luôn nè. Size M ngực 85 86 đổ lại nha. Chung từ 84 86 mặt đẹp. Hiệu Champion mới cứng nha quý vị. 60k lên mã B6. Một con hiệu RBX. Giống như Reebok vậy đó, cũng size M ngực 87 đổ lại nha. Ngoài sao rất là đẹp nè. Tôi vừa không, cái nào bà? B6 nè, Hạnh Nguyễn. Vừa, tôi kêu ngực 87 đổ lại là bà vừa. Nhưng mà người ta lấy rồi, Hạnh Nguyễn nè. B6 Hạnh Nguyễn 60. Đẹp cực kỳ nha, RBX của giống như Reebok á. Cái này là nó loang loang nha, giống như beo beo nha quý vị. Rồi em này 50k mã M0. Mấy Hạnh nhiêu? 60k. Hạnh Nguyễn 60 nè. Hồi nào, Hạnh Nguyễn nào nữa? Ừ, Hạnh Nguyễn. Còn Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh là nào? Mỹ Hạnh 65. Sao nhiều Hạnh thế? Một em này size M lớn, L nhỏ bon chen. Ngực tầm 91 đổ lại, 8892 đi, 8892 mặt đẹp nha quý vị. Này nó là mút liền nha. Mút liền luôn 60k. 60k lên mã to. Hello nụ nụ. Đó, cái size L đó Ngọc Thanh. Ngực 92, 93 đổ lại nè. Nó co giãn nhiều, cái màu hồng hồng đen đen đó. Cái này size M lớn, ngực 88 đổ lại nè. Cái này có khóa, nói chung là từ 83 tới 88 mặt vừa hết nha. Rất là đẹp, ở đây có tăng đưa dài ngắn được luôn nha. Em này 50k M0 nụ nụ. 50k lên mã F9. M0 lại nè. 50, nụ nụ 50. Mạng nụ nụ chậm nha. Hồng đen này là mã to nha bạn ơi. To năm to 60k đúng ok giùm mình nha Ngọc Thanh nè. Ngọc Thanh inbox giùm cho mình nha. 60, nụ nụ 50. Không nghe mã hả? Rồi tiếp size này size L. LXL bon chen ngực tầm 95 tới 99 đều vừa nha. 94 99 đi, chất co giãn tốt, 94 99 em này là còn mới luôn, hiệu Secret gì nè. Cái này còn mới, còn đầy đủ luôn nha. Còn đầy đủ tem của nó luôn nè. 50k. 50k. Lên mã B5. Có em có ai size lớn lấy con Lulu này mặc là quá đẹp luôn. F9 lại nè. F9 50 nụ nụ. Đây một em Lulu xịn sò nha quý vị ơi. Size này tầm size L lớn ngực tầm 92 tới 97 vừa nha. 92 97 vừa, nó có tới 3 mắt cài phía sau. Con này thì nó rất là mới nha, nhưng mà nó ép kiện, nó dính một tí xíu màu ở đây. Quý vị giặt về giặt 2 3 lần là nó sẽ ra, dính chút xíu thôi. Đó, con này đáng lẽ bình thường em bán 150 nè.
ai vừa hốt liền cho em sale con này là 60k thôi nha, 60k mã B11. Một em Champion size M, M nhỏ ngực 85 đổi lại B5 Ngọc Thanh 50. Ngực 85 đổi lại hiệu Champion trắng tinh luôn nha quý vị, 55k mới cứng nha, mã 47 B11 Ngọc Thanh. Đúng rồi, hốt con này đi, xịn của Lulu, xịn nè. Thấy không? Mà nó trắng tinh ép kiện dính màu xíu thôi mất mớ, 60 Ngọc Thanh. Rồi một em mút liền hiệu Champion cũng trắng tinh mới cứng nha. Đúng rồi, inbox địa chỉ đi tình yêu ơi. Trắng tinh mới cứng tầm size M lớn, L nhỏ bon chen ngực 91 đổ lại nha, 91 đổ lại, đẹp cực kỳ nè. Em này 50k thôi, mã 11. Đây một em ai thích crop top nè, size S, M, M nhỏ chứ, size này size M nhỏ nha, ngực tầm 84 đổ lại. Hello Nhã Trân, nhận hàng cho em ngực tầm 84 đổ lại nha. Mà sao nó là lưới nè, rất là sexy mà rất là đẹp luôn, kính nữa, kính hở nha, đó đẹp lắm luôn. 60k lên mã A. Cảm ơn em mã A nha. Rồi tính đồ Victor em có hai cái, một cái size Victor xịn sò nha quý vị, đầy đủ tem nha. Cái này ví dụ vô store mua là nó tầm 1 triệu, trên dưới 1 triệu đó. Mã 3, ở quên, cái này 34B tầm size M nữa. Hai cái nè, hai cái là đẹp như nhau, cái size M, cái size S nha các tình yêu. Bao nhiêu cũng đi hàng hết, nếu mà bạn có ít tiền mà ngay thành phố thì tiền ship nó rẻ thì bao nhiêu mình cũng đi chứ. Một em size M, một em size S, Victor xịn sò đầy đủ tem nha. Vô store mua trên dưới 1 triệu một cái nha quý vị nè. Em để em này 90k nha, size M nè, size M nè, và một cái size S nha. Chuẩn bị lên mã dùm cho em nha, chữ A nụ nụ. Rồi size M lên mã 39 cho em, 90k nụ nụ nè, 60. Size S lên mã T02 dùm cho em nha. Hai con vít này là bao đẹp cho quý vị nha. Ừ. 60. 39 Mai Trần. Mai Trần ơi, đơn trước mình đi rồi nha tình yêu. 39 Mai Trần nè. Rồi một em rất là đẹp. Cúp này tầm cúp C trắng tinh nha. 39 39 hết rồi, còn xe S thôi tình yêu ơi, mã to nè. 2T02 hả chị nghe không rõ đúng không? 90, quên, Bích Ngọc chứ lộn, Bích Ngọc 90. Một con Đan King mới tinh của Mai Trần. 90. Cái kia là của Bích Ngọc. Cái này là cúp C nha, cúp C mặt đẹp nha. Cúp C mặt đẹp tức là biếu to, tí xíu chân ngực nhỏ thì mặt rất là đẹp luôn. Ngực 93 đổ lại nha, tầm size L, ngực 93, 94 đổ lại nha. Trắng tinh là Đan King hiệu xịn nha quý vị. 60k lên mã Q5. T02 hết rồi Hiền Dương ơi. Tiếp tục nè, em viết nữa nè. Em viết xịn nha quý vị, tầm size M nhưng mà cái này tầm cúp C nha. Không, hôm nay mình không có lên quần. Y con size M phải không chị? Y chang em. Cái này tầm size M ngực 86 đổ lại, cúp B, cúp C mặt đẹp nha. Mình báo cái cúp luôn lên quý vị về xem. Ví dụ cái díu nhỏ quá thì chỗ mình lấy đồ mình nâng dưới đây lên xíu. Mình nhét hai cái cục mút mỏng mỏng dưới đây xuống, đẩy lên cho nó đẹp. Tại vì cái cúp này nó như vậy là mình phải mặc vậy. Còn nếu mà mình không thích mặc cái cúp to thì mình chốt con khác. Tại vì cái cúp này là cúp B nè, cúp C luôn nè, Victor xịn nha. Size M ngực 86, 87 cũng được nha, 87, 88 luôn cũng được. Nhưng mà nếu mà cúp to thì chân ngực nhỏ mặc ok nha. Em này 100k mới tinh nha quý vị, 100k size M nha, ngực 83, 86 ai dưới nhỏ là độn nâng lên cũng đẹp nha quý vị. Mã E7 cho em, Q5 nụ đẹp lắm luôn, có 60k mới.
Một em size M hiệu Nike, có cái lỗ lỗ đây nè quý vị, dưới là cái sọc sọc luôn, đẹp lắm nha. Size M ngực này, M lớn ngực, M lớn L nhỏ ngực 89 đổ lại, 89-90 đổ lại nha. Rất là mới luôn nha quý vị, em này là 80k lên mã A19. Rồi, một em sexy nè, quá dễ thương luôn. Cái này nó làm dạng mút mỏng nha. Size M, size M lớn ngực 88 đổ lại, có ba ô vuông hay lulu? Ba vuông không có, lulu mình mới qua rồi. Ba A19 có alo. A19 là nào? À đây, 80k Mai Trần. Có alo yoga hôm nay tùy bữa à bạn ơi, tùy theo. Rồi cái này ngực 88 đổ lại nha, nó làm như là cái mút mỏng mỏng vậy, không có chỗ nhét mút nha. Đẹp lắm nè, sexy, em sale 40k thôi, lên mã số 2. À thì Mê La, trời ơi, tình yêu vô trễ quá buồn ghê. Một em Victor nữa nè. Victor này tầm size L ngực 97 đổ lại, 96 đổ lại đi. Mấy em Vic này nó không có chỗ nhét mút nha quý vị, rất là sexy mà không có chỗ nhét mút nè. Đây em nữa nè, em này em sale 75k thôi, size lớn em sale rẻ cho quý vị, lớn lớn to to mặc cho nó đẹp. Mã 68, không có quần nai, hôm nay không lên quần, có cũng không có lên tại vì áo không có đủ thời gian mà bán luôn đó. 40 nè, nụ nụ. Rồi tiếp nè, size S M nhỏ ngực 83 đổ lại nè, hiệu Champion mới chát nha quý vị, 50k thôi. 50k cái này màu ghi xanh xanh nha, ghi đá. 50k lên mã D15. CK nè, CK mấy tình yêu CK sexy của tôi đâu, nay chưa thấy vô. CK sexy nè, đó CK nó làm lớp dày, nó làm dạng nâng nâng, không có nhét mút nha, đẹp lắm luôn. Tầm size M nhỏ ngực 83 đổ lại thôi đó. Xịn sò, ai mà ngực to thì 85 cũng được nha, tại vì cái này chủ yếu là cái cúp to, cái chân ngực nhỏ thì ok. Rồi cái này em để là 45k thôi, lên mã 55. Tiếp một em sexy đẹp cực kỳ luôn, size M lớn ngực 87, 88 đổ lại, ngực 87 đi, ngực 87 đổ lại nha, màu đỏ đô, 55 Hạnh Nguyễn. Đây nhìn cái lỗ nè, Hạnh Nguyễn trước nha tình yêu, đây cái lỗ rất là đẹp nha. 60k size M lớn ngực 87 đổ lại, 60k một màu rất là sexy, lên mã Y2. Hạnh Nguyễn là 45k. Tiếp nè, size M ngực 86 đổ lại của Âu Navy, hai lớp giày cũng không có chỗ nhét mút nha. Ngoài sao nè, đó xinh lắm, mặc lên là bao đẹp luôn. 65k lên mã 00. 55 hết rồi tình yêu ơi, em lên con CK sexy nữa nè. CK sexy size M, CK sexy size M, cái này cũng không có chỗ nhét mút nha, đẹp lắm, đẹp luôn, ngực tầm 86 đổ lại nha. Rồi em này cũng 45k luôn đi, 45k lên mã C10. 0065 của An Tâm, Y2 nụ nụ. Y2 là nào? Như vậy? Cái 65. Y2 là 60 nụ nụ nè. Rồi một em CK size S nữa nè. CK size S ngực 80 đổ lại cũng không có chỗ nhét mút nha. Đó, rất là đẹp nha. Cũng 45k luôn nha tình yêu, tem nè. Tem còn đầy đủ nha. 45k lên mã T10 giùm em. Tiếp tục em này cổ chữ V nè. Size S M nhỏ ngực, hôm nay size M. Size M ngực 85 đổ lại, có hai mắt cài phía sau nè. Rất xinh nha, nó để ép nhưng mà tầm mờ nhỏ, bon chen ngực 84 đi, ngực 84 đổ lại 3D luôn, rất đẹp nha. 55k, 55k lên mã Q5 T10 Hải Anh.
45. Hải Anh inbox giùm cho mình nha. Hai anh. Nãy kia là Thanh hai khác. Rồi một em này Champion, con này rất là mới, mới chín mấy phần trăm luôn. Size M. Ngực 87 đổ lại. Q5 lại nào? 55. Q5 của chị Hạnh 45. Này 55. Nguyễn Thị Hạnh. Size M mới cực kỳ mới luôn quý vị, ngực 87 đổ lại nha. M lớn ngực 87 đổ lại nè. Ai chậm chậm mình thoát ra vô lại đi quý vị. Còn nhiều đồ đẹp phía sau. Em này 65k, mới 90 mấy phần trăm nha, mới cứng luôn á, mã T10. Em sexy này không có chỗ nhét mút, xinh xinh size S nè. Nguyễn Thị Hạnh là khác đúng rồi, là chị Hạnh đó. Là khác chứ Nguyễn Hạnh. Nãy Nguyễn Hạnh, Mỹ Hạnh gì là khác nữa. Cái nào vậy Hạ Diệp ơi? Cái này size S nha, sexy này dễ thương lắm nè. T10 rồi chưa? T10 rồi phải không? T10 là của Hà Lê Thu. 65k T10 Hà Lê Thu. Sexy đẹp lắm, đẹp luôn nha tình yêu ơi. Size S thôi, cái này nó không có chỗ nhét mút. Sexy nè, em để mọi người 35 cái mặc chơi cho vui nha. Mã A0. T10 hết nha. Các tình yêu chậm thoát ra vô lại nó cho nó nhanh lên. Hà Lê Thu inbox giùm cho mình nha, để dự phòng cho chị Hạnh cái T10. Rồi một em Âu Navi size S ngực 81 đổ lại. A0 của Bích Ngọc. Bích Ngọc đúng không? 35k. A0 sao bà vừa bà an tâm bà để nữa cái vú, một cái vú ra ngoài hả? 81 rồi bà, 86 bà bỏ cái vú này ra, mặc cái vú này vô vừa nha. Một em này đẹp nè, ngực 81 đổ lại nè. 45k. 45k lên mã 77. Đúng rồi. Rồi cái này em cũng có hai cái, một cái size S, một cái size M mà để thất lạc đâu rồi. Chị em thất lạc rồi. Hai cái hiệu Dunkin, chất đẹp cực kỳ nha quý vị. Dây kéo khóa. Không phải mấy cái của kéo khóa Hồng Kông kia đâu nha. Này cầm lên nó khác 100% luôn, rất là đẹp nha. Một em size M, một em size S. 65k, độ mới rất là cao. 65k, cái này đang like size M nha, ngực tầm 87 độ lại, mã B5. Một em Âu Navi, cái này không có chỗ nhét mút, ngực 85 độ lại nè. Ngực 85 độ lại nè, đục lỗ cho vú thông hơi luôn quý vị ơi. Rồi cái này em sale 40k thôi nè, 40k lên mã 21. Rồi cái này mới coi hiệu lại ngon lắm à, Michael Kors nha. Chứ không phải là hiệu dởm đâu à, Michael Kors đó, mấy cái hiệu túi xách đó. Nó để size S nhưng mà tầm size S lớn nha. B5 nụ nụ. 65. Michael Kors không có chỗ nhét mút nha, các tình yêu mặc đi chơi cũng được nha. Trời ơi nó đẹp. Hiệu Michael Kors luôn đó. Ngực 85 cũng được nha. Nó để XS nhưng mà cái này phơm to. Không có chỗ nhét mút nha. Này dạng như kiểu kiểu đi chơi đồ nha quý vị. Đẹp lắm nha. 70k. 70k cho em mã cu. Đó. Mấy thằng đẹp lên cu là hết à. Mấy thằng cu là đi được. Mấy không phải cu là không đi được. Buồn ghê. Phải cho mua thêm chục cây kẹp vô cu chim đồ, bay đồ vô. To nhỏ đồ. Size S Adidas nè quý vị, ngực 81 đổ lại nha. Lưới ngoài sau nè. Đó, họa tiết đẹp ghê chưa? 70k. 70k cho em mã 42. Một em nè, size L nữa nè, hỏi size L có size L hiệu Reebok nha. Ngực 95 đổ lại. 88 95 ok nha. Sexy nữa nè. Reebok xịn sò nha. Đẹp luôn nè. Rồi em này 80k. 42 Thủy Meo La trước nha Hải Anh ơi. Mã T02. 42 là nào? Đây 42 70 Thủy Meo La. T02 cho em. Đây tiếp tục một em sexy. Hiệu Gap Body.
nó để XS nhưng mà tầm size S, T02 Hoàng Ngọc. Mã 10 của ai em, T10 hả, của cái bạn nào nãy kêu inbox cái gì Hà Phu gì đó không biết nữa, quên rồi. Cái đó dự phòng cho chị, cái này 80 của ai, T02 phải không? Đúng rồi, Hoàng Ngọc. Đây, gap body, cái cúp mỏng mỏng mà rất là sexy, rất là đẹp nha. Nó để size S mà ngực này tầm 85, mặt từ 85 đổ lại nha. Cúp B mặt đẹp nha quý vị. Hàng ngọc bao nhiêu mà 80, đẹp lắm luôn nha. Đó, xuất sắc nha quý vị ơi. Em sale rẻ con này 40k thôi, mã T2. Đây một em này size M, ngực 86 đổ lại, ngực 86 đổ lại nha. Hiệu của Champion màu tím, 40k thôi, mã 99. Đây một em beo của F21 nè, F21 size L, size L nhỏ, ngực 92 đổ lại, 92-93 đổ lại nha. T2 nụ nụ, 92-93 nè, sọc sọc nè, đẹp lắm nha. 55k, 55k lên mã to. Cái nào 40k T2. Ủa, con đó đẹp lắm em. Rồi tiếp một em Champion mới chát nha, size M, ngực 86 đổ lại, to của Hoàng Ngọc, ngực 86 đổ lại, mặc hai lớp nha tất cả các tình yêu, không có chỗ nhét mút, mặc hai lớp nha, lớp nào cũng có cái tem chân nè, khui tép Mỹ nào nó cũng có cái loại này, mặc hai mặt luôn. Riết rồi em thấy nó bình thường, mới đầu là nó lạ lùng bán, còn ngay ấy giờ em tụt giá quá trời tụt nha quý vị. 50k mã Q2 Hoàng Ngọc 55. Tiếp tục một em viết xịn sò nè, to của Hoàng Ngọc trước tình yêu ơi, em vừa sao nè, có gì chị chụp màn hình lại cho. Tại vì cái thường á, mình coi của mình á, là nó sẽ hiện lên trước. Trời ơi, chị like nãy giờ chị chờ em mấy con, mấy con xịn sò này không ai mua hết trơn, chị chờ em nè. Một em size Victor size L, ngực 96 đổ lại nha, xịn sò không có chỗ nhét mút nha. Nè đó, bắt thang lên hỏi ông trời có tiền cho gái có đòi được không, cái này như cái cầu thang vậy nha, tem đầy đủ nè quý vị. Cái này nó chân ngực như rớp tớp luôn nha, 100k em này. Áo rớp tớp thì rất là không có quần chị yêu ơi, cái quần kia để nữa em kiếm không biết bỏ đâu. 100k size L nha quý vị, ngực 95 đổ lại, mã M0. Nè em quất cái con này đi, 70k nè, Đinh Minh Hằng size SM nè, cái này là hiệu Michael Kors đó em, mặc đi chơi cũng được, chị thấy phong cách của em nè. 70k nha, 70k lên mã 100 dùm cho em. Tiếp M0 Ngô Quỳnh Trang, Ngô Quỳnh Trang 100k. Đúng rồi, hôm qua đi chưa? Chưa. Một em size S nè, ngực 82 đổ lại, màu đỏ đô nè, 100 ok. Đinh Minh Hằng nè, ở cái đó 100, Đinh Minh Hằng 70, ngực 82 đổ lại, màu đỏ rất đẹp nha. 45k, 45k lên mã M7. Tiếp tục một em nè, cổ yếm nữa nè, tầm size L nha, tầm size L, ngực 94 đổ lại, L nhỏ. Cái này có chỗ nhét mút, có chỗ nhét mút nha, cái này có mút nha quý vị. Cổ yếm mà rớp rớp luôn, M7 Hiền Dương. Chưa lên, chưa lên Puma em ơi, từ từ tới. Cái này như cổ yếm hiệu binh luôn nha các tình yêu ơi, hiệu binh luôn, có chỗ nhét mút. Ngực tầm 93 đổ lại, M nhỏ nè. Em này 75k lên mã M0. 45 Hiền Dương. Rồi tiếp một em size SM nhỏ, ngực 83 đổ lại. Rồi sao không? Đang hot hit nha quý vị. Mới cứng nha quý vị, 60k. 60k lên mã X2. Một em gáp nè, gáp xịn sò luôn,
Size L ngực 93 đổ lại nè. Ngực 93 ngoài sau nè, rất đẹp nha. 50k thôi. 50k lên mã T10. Rồi xong con chừa hai cái trên nha. Cái trắng với cái xanh. X2 Hà, X2 Đinh Minh Hằng trước rồi tình yêu. X2 Đinh Minh Hằng 60. Thôi Hà Trần sao mạng tình yêu chậm vậy. Size M ngực 85 đổ lại mút liền. Mút liền ngực 85 nha, hiệu này nè. Ngoài sau là lưới nè. Con này rất là mới nha, 50k. 50k lên mã 00. Đây Champion nữa nè. Size M L bon chen ngực 90 đổ lại. Má gì, tại vì của má tuốt làm sao nè, má hàng thứ tư luôn á nha. Với hai Đinh Minh Hằng rồi mới tới Hạ Thu rồi mới tới An Tâm Lê. Tại vì ở máy của mình á, là nó sẽ hiện mình trước. Rồi cái này là ngực 90 đổ lại nha. ML bon chen ngực 86-90 mặt đẹp. Hiệu Champion mới tin nha. 60k. 60k lên mã B6. Trước cái con khỉ. Không không. 002 anh nè, kiểu kiểu nè, sexy lady rồi nè. Này là mới còn tem luôn nè. 00 đó 50. Mới còn tem size L. Size L nhỏ ngực 92-93 đổ lại nha. B6 Thúy Hằng. Thúy Hằng trước nha. Rồi em này em sale 40k thôi nha quý vị. Mặc đi chớp 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 làm nàng tiên cá nha. 40k size M lớn L nhỏ ngực 92 đổ lại mã to. 60 nè của Thúy Hằng. Thúy Hằng là em chị Thúy Hạnh đúng không? Chị Thị Hạnh chứ lộn. Một em mút mỏng nè, size M ngực 85 đổ lại nè. Ngoài sau nè, màu xám cho nha. Rất là mới nha các tình yêu. 50k, 50k lên mã M7. Dạ dạ, để chung với chị Hạnh nhưng mà để riêng hả? Thôi có chỗ thì để riêng đi nè. To Nguyễn Ngoan. To cả nào. Ok, 40. Rồi, em này rất là đẹp, size M nhỏ ngực 83 đổ lại nè. Hiệu Champion còn mới chát nha, 50k màu cam đất rất là tây. Lên mã B6. Tiếp tục em Bing Sexy nè quý vị. Size L nha. Bing Sexy size L nha nè. Ngoài trước cũng có lỗ lỗ, ngoài sau cũng lỗ lỗ luôn nè. Đẹp cực kỳ nha, ngoài trước ngoài sau đều đẹp nè. Rồi em này 70k, ngực tầm 93 đổ lại nha. 70k lên mã H30. B6 hai anh 50. Rồi Victoria Sport nè. Victoria nè. Ủa Victor mặt trước. Còn đầy đủ tem CS nha. CS ngực 82 đổ lại nè. Đầy đủ tem nữa nè. Đó. Ngoài sau, ngoài trước 80k. Hôm bữa có ai lấy cái này mà hụt nè. 80k. H30 hả? H30 không có mút tình yêu. Cái này nhét mút được nha. Rồi cái này 80k lên mã 28. Uống miếng nước nha. Rồi em này là nó làm dạng mút mỏng nha, không có mút, nó mới luôn nè. Mới tinh. Đinh Minh Hằng nè, 80. Đinh Minh Hằng. Size M lớn ngực 86 đổ lại nè, hiệu này nè. Hiệu Mỹ này nè. Đây đây, trong nè. Ngực 86, 87 đổ lại nha, màu hồng đẹp, màu hồng ổ màu cam chứ. Cam quá đẹp luôn nha quý vị ơi, 65k. 65k lên mã 38. Đây Under Armour size S. Ngực 81 đổ lại. Cái này nó chất này nó hai lớp, không có chỗ nhét mút nha. Đẹp lắm luôn. Rồi em này em sale 40k lên mã 30. 38 Nguyễn Ngoan.
Ok, Nguyễn Hoàng 65. Một em size M lớn L nhỏ ngược 93 đổ lại. Nó làm khoét xét không quên lộn, mới sexy, khoét như yếm gì đó, ngược 93 đổ lại. 38 hết nha tình yêu ơi. Của Nguyễn Hoàng 65. Size không 92 đổ lại thôi nha, ML. ML ngược 92 đổ lại 60k. Lên mã 24. Một em ML nữa nè. Ngực 91, 92 đổ lại 91 ha, 91 đổ lại nha, ML của Champion nè. 55k. 55k lên mã Q. Q đã xuất hiện. 25 Nguyễn Ngoan. 24 của ai? 24 của Nguyễn Ngoan. Ủa Ngọc Thanh, 24 Ngọc Thanh nha. Nguyễn Ngoan 25 qua được không? Hồi nãy là rồi đúng không? Nè một em CS Dunkin nãy nè. Cái đó 60 của Ngọc Thanh. Đây CS ngược 82 đổ lại khóa kéo của Dunkin nha. Đẹp cực kỳ nha quý vị ơi. Em này em để 60k thôi, 60k. 60k lên mã N7. Cu liên đổ nè. 55. Vô quý vị chốt mã mà mắc cười. Tiếp tục. Size L ngực liên đổ đi bữa hôm rồi này mới. Ngực 94 đổ lại nha. 8894. Hiệu Mỹ nè. Ngoài sau dây dây nè. Em này sale 45k cho nó đẹp nè. Lên mã 28. Ồ vậy hả? Vậy là sao rồi, Ngọc Thanh trước rồi. Nè cái này quý vị Adidas xịn sò size M nhỏ ngực 85 đổ lại. Adidas nha, trắng tinh luôn nhưng mà cái này nó dính dơ em chưa kịp giặt nè quý vị, về giặt được thì giặt giùm em nha. Có nhiêu đó thôi, còn ngoài ra là đầy đủ tem, một chùm tem ấy đàng hoàng đầy đủ nha. Đẹp lắm luôn, 100k nha quý vị, ngực 85 đổ lại nha. Mới tin nha. Dính cái đó xíu là em sale đó, chứ không lẽ nó 120 đó, 100k mã BD. 28 chưa? Đây 28 45 của Ngọc Thanh. Một em Puma nữa nè. Puma hai lớp không có chỗ nhét mút. Size S BD Minh Hằng. Size S nha. CS em này em để cho quý vị 35k thôi. 35k lên mã xanh. Mình 100k. Còn nghiệp PD. Tiếp tục một em CK nữa nè. BD em hết. Em hết bị BD rồi quý vị. Xanh 35k Minh Hằng nè. Size M nè. CK nha. Size M lớn ngực 88 nè. CK cái này nó theo cộm lên luôn nha quý vị. Nó có cái cung luôn, hai lớp mà không có chỗ, nó dạng làm này không có mút nha. Đó, nổi lên luôn nha, 40k thôi. 40k lên mã là BD nữa. Lên mã F9. Nụ nụ đi nấu cơm hả? Nụ nụ thấy em nãy giờ bấm chân vậy. Size ML nè, của Victor xịn nha. Ren Victor xịn nè. Còn tem nha. Này nó để gì đây? Tội nghiệp giờ này ra ngoài nghe nhạc chứ không dám nghe nhạc trong nhà. Nó tầm size L nha quý vị. À size M. Size M lớn ngực 90 89-90 vẫn được, Victor xịn nha. Đó, nó có lưới trong nè, 45k thôi. 45k lên mã 38. Đây một em size L đẹp nè. Kè nụ nụ vô. 38 kìa em hốt đi em sexy đó. Size L ngực 96 đổ lại nè. Đẹp luôn nè, ngoài sau nè. Mặc mấy cái này lên nhìn cái lưng rất là xinh. Nó sexy vừa phải. Ngực 96 đổ lại nha, 60k. Lên mã 24, 38 thị sen. 45 nè, của thị sen nè. Rồi em Âu Navi nè, size M lớn ngực 88 đổ lại nè.
sang đi hết rồi, đơn mới. Ngực 88 đổ lại đẹp nha. 45k, 45k lên mã cu, tiếp tục cu 24 của Ngọc Thanh nè. 60 rồi, hiệu nè, hiệu này giống Reebok, size M lớn nè. 24 hết rồi tình yêu ơi. Size M lớn, L nhỏ, ngực 9, size L luôn nha quý vị, ngực 94 đổ lại nè. Nó làm loan loan màu đẹp nha. Ngực 94 đổ lại 50k. 50k lên mã 18. Một em size S mút liền Champion. Mút liền Champion size SM ngực 83. Ngực 83 đổ lại nha. Mút liền. Rồi em này 40k thôi, 40k lên mã A19. Một em hiệu Mỹ nè. Còn đầy đủ tem nè. Size M. Size M ngực 84 đổ lại. 84 đổ lại nha. Em xem này 40k thôi. Hiệu nè. 40k lên mã N1. A19 Hiền Dương 40. Tiếp tục một em màu đỏ nè. Size M. Size M lớn ngực 83-87, 83-88. Mút liền. Ngoài sau có nhiều mắt cài. Rồi cái này 50k lên mã 24N1 Quỳnh Trang. Chết cha, N1 Quỳnh Trang. Quên nhìn cho tình yêu bên đây của tôi rồi. Quỳnh Trang, cái nào? 40. Quỳnh Trang, Ngô Quỳnh Trang hôm qua đó. Size L. Size L nè. Ngực này ML nha, ngực tầm 91 đổ lại. Ngực 92 đổ lại đi, ngực 92 đổ lại có 3 mắt cài phía sau. Em này size 45k lên mã 28. ML ngực 92 đổ lại luôn. Em này mới tin nha quý vị. 50k. 50k lên mã 55. 24 nụ nụ. 50. Rồi tiếp tục hiệu Âu Navy size L ngực 90, 93 đổ lại, L nhỏ ngực 93 ngoài sau lưới lưới nè. 45k. Mã B5. Một em mút liền size L ngực 93 đổ lại. Cái này cái viền nó màu hơi ngà ngà nha quý vị. Ngà nè, cái sọc nó cũng ngà ngà, nó màu cẩm hường nha. Size ML ngực 93 đổ lại. Rồi em xem này 35k thôi. 35k lên mã B6. Một em Champion nữa nè. Size M ngực 84 đổ lại. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Có, nó hai lớp dày có thể cắt nhét cũng được nha quý vị. Xem luôn 35k lên mã 0. Rồi gỡ kem kẹp đi con. Chưa hai này lại nè. Gỡ xong mình lòng quên. Đây có tình yêu nào size XL không? Hiệu Âu Navy đẹp lắm nè. Ngực 98 đổ lại. Ngực 93-98 mặt đẹp. Size XL nha. Size XL size 40 thôi. 40 lên mã 00. Đây một em này đẹp cực kỳ nè. Đó, thấy không? Đẹp lắm luôn. Size M nha. Có nhiều đồ màu xám, màu xanh dương, màu xanh lá gì cũng được chứ. Size M ngực 86-87 đổ lại nha. Đẹp, 3D đẹp lắm, hiệu của Champion luôn nha. Còn cái dây râu nữa nè. 65k lên mã T2. Rồi cái gì vậy con? Rồi gỡ kẹp đi. Chiều mưa tuôn cho giá bụt tầm. Rồi một cái này là của em bé nè. Có ai có bé nhỏ hiệu Reebok mới lắm nè. Nguyễn Ngoan T2 65. Mới lắm nè. Ai có bé thì em tặng luôn đi nha. Tặng nha. Tặng lên mã to. T2 hết rồi tình yêu ơi. Rồi cái này cúp này size ML nè.
T2 Nguyễn Quang 65. Size ML nha, quá đẹp luôn, 15k. Trời ơi lấp lánh ánh vàng. To bích ngọc. Rồi Nguyễn Quang luôn đi. Ủa nãy đọc cái gì? To bích ngọc rồi, xin lỗi. Lát cho tặng Nguyễn Quang cái khác nha. Rồi cái này 15k thôi, size M lớn. Đẹp quá. Mặc đi chơi cũng được nha, khỏi đi tập, mặc đi tập nó tuột xuống à. Mã 62, to hết nha, to bích ngọc rồi. Tặng nha con. Size L nè, nó làm loang loang đẹp. Ngực 95 đổ lại. Rồi sao nè. 55k. 55k lên mã Q5. Một em size M lớn, L nhỏ. Size M lớn, L nhỏ, ngực 94 đổ lại, 93 thôi. 93 đổ lại nha, 62 Nguyễn Hoang. 62 lại nào, 15. Thảo Phạm sao rồi, tình yêu mà hôm nay chậm vậy? Ngực 93 đổ lại nè, cái kiểu này nè, phải đưa xéo xéo gì mới thấy. Mới lắm nha, mà sao nè. 50k. 50k mã 42. Rồi kiểu này cũng dễ thương nè. 25k. Mã 09 size M. Rồi một em này chuẩn tập nè, size L. Size L ngực 93 đổ lại. Đẹp không? Sale 35k. Lên mã A0. 09 là Nguyễn Hoang 25. Một em hiệu Dan King size L, mút gì đây? Mút nhét. Q5 là màu gì em? Q5. Q5 là cái này chị, màu tím tím á chị, tím tím hồng hồng. Nó loang từ trên xuống dưới, gọi là ombre, ombre đó chị. Size L nha chị. Rồi một em size L này màu hồng nè, đẹp. Size L lớn ngực 96 đổ lại. Cái hai dây trắng đen vừa rồi mã gì chị? Cái đó hết rồi em. 25k đúng không? À, ngực 95 đổ lại, sexy đẹp nè. 55k thôi. 55k lên mã 60. A không nụ nụ. 35k. Rồi một màu xanh này đẹp lắm. Size L nha. Size L nhỏ, ngực M lớn, L nhỏ bon chen, ngực tầm 94 đổ lại, 93 94 đổ lại nha, màu xanh đẹp nè. 50k. 50k lên mã B6. Tiếp tục một em màu hồng Champion nè. Size M lớn, ngực 86 đổ lại, 86 đổ lại nha, 60 nụ nụ. Ngực 86 đổ lại 55k. Lên mã 100. 60 55 nụ nụ. Cái kia là của Nguyễn Quang rồi chưa? Rồi Champion nè. Size XL. Size XL nha, rất mới luôn, 100 sen. Ngực tầm 99 đổ lại. Size XL ngực 94 99 mặt đẹp nha. Rồi size lớn em sale em này 35k luôn nè, cho đẹp trời, mã A0. Một trăm là của Thị Sen rồi nè. Đây 55. Trời ơi size XL. Màu đẹp quá, màu cam. A0 liên đổ. Hello, trời nay rảnh hả cưng? Ngực 99, 98 đổ lại size XL nha, hiệu Champion nè. Hiệu này mặc đẹp lắm quý vị ơi, mà sao nè. Tiếc là không ai có XL nè. Bán rẻ thôi, 55k mã 09. Quá trời đẹp luôn á. Ủa nãy 100 xong rồi phải không? Liên đổ A0. A0 nè. Nãy nó nhiêu? 40 hả? 40, 45, thôi 40 đi. Chả nhớ.
Rồi tới em này sexy dễ thương, size S thôi, xinh xinh nè. Cúp cúp chữ V nè, đẹp lắm nha. Size SM nhỏ thôi, ngực 82 đổ lại nè. Còn nai hả? Nai đáp tí xíu chị quay lại em. Nay lúc đầu ít người chốt nai đó. Size S nha. Rồi em này sale 35k thôi. 35k lên mã 62. Đây một em size L, hiệu này đẹp quá. Ngực 96 đổ lại. Ngực 90-96, cái xám viền đen. Cái xám viền đen lẽ nào. Rồi đúng rồi. Cái nãy cho bạn đúng rồi. Bạn đọc cái mã gì đó. Đúng rồi bạn. 62-35 của Minh Hằng. Size L ngực 96 đổ lại nè. Rất là đẹp nha tình yêu ơi. 60k lên mã A0. 35k. Gáp này nhỏ nhỏ nè, của em bé nè. Nãy tình yêu ngoan nè, có em bé nè, mình tặng cho Nguyễn Ngoan nha. Nguyễn Ngoan. Đây cái này đẹp nè. Size M lớn ngực 88 đổ lại nha. Lưới nè, đẹp cực kỳ quý vị. Em này 60k luôn nha. 60k mã X2. Ok, Nguyễn Ngoan chạy qua đây. Rồi, một cái hiệu số 9 là size XL. XL nè. Ngực 99 đổ lại. Ngoài sao lưng đẹp quá, đẹp luôn nè. Rồi em này size lớn em sale 45k luôn nha. Nó mới cực kỳ, mã N1 X2 thị sen nè. 60. Nai nè. Một em nai nè, size L luôn tình yêu ơi. Tình yêu nào size L là ngon nha. Hồng hồng lên chưa con bu má hả hay con nào? Con nai size L ngực 95 thôi. Ngực 95 đổ lại nha, lưới đẹp lắm. À cái xám đó 35 hả? Đi sửa lại 35 đi con. Cái xám của Liên đổ. Không nhớ, tại thấy size lớn sale mà nó mới quá. Rồi em nay xịn sò, lỗ nè, size L nha. Rồi em xem này 80k thôi nha quý vị. 80k lên mã 72. 72. Nay nãy giờ like mấy cái lúc đầu luôn, vô lời quốc nay trước mà lúc hết người coi. Hiệu Champion size M ngược 86 đổ lại. Đẹp nha. Có mốt nè, mặt khối đồ rất là đẹp luôn nha. Mới rất mới nha, 65k. 65k lên mã 1172 Quỳnh Trang. 80. Size M nè. Đẹp lắm. Quỳnh Trang. Size M ngực 87 đổ lại, M lớn nha, ngoài sau lưới nè. Tại vì nó cái này nó bự chứ đâu, cái cúp nó đâu có bự đâu. Sáu mươi lăm của An Tâm Lê. Đây ngực 87 đổ lại, M lớn nè, xinh xẻo lắm nha. Rồi em này sale 55k thôi. An Tâm Lê 65 mã H30. Một em Champion size M ngực 86 đổ lại nè. Họa tiết đẹp nha, 50k. 50k lên mã 11. Champion size M 30 Quỳnh Trang. Size M lớn ngực 87 đổ lại của Dan King nha, Dan King. Em này 40k thôi, mã BD. Đúng rồi. 30 nãy nào, H30. 55. Đây em Vic nè. Quý vị ơi, Victoria nè.
50k mà không có mã cái nào em? Cái này hả? Có mà. Mã 11 em. Cái này mã 11 nha. Hết H30 nha bạn xong em. Rồi, một em Victor xịn nè quý vị, mới đẹp luôn nha. Cái này nó để nhiêu đây? À, 34B là tầm size M nha. Size M cúp B. Size M cúp B. Mút liền size M cúp B rất là xinh nha. À, em này mò đây dây trên này có luôn nha. Em này 100k nha quý vị. 100k lên mã số 2. Under Armour CL nè, nó mới kinh khủng. Sen nè. 50. Size L nha. Size L XL luôn, ngực 96 97 đổ lại. Số 2 Thảo Phạm nè. 100k Thảo Phạm. Ừ, mới. Ngực 97 đổ lại Under Armour nè. Mới cực kỳ nha quý vị. Đóng cửa đi con. Trời ơi. Rồi em này 70k nha quý vị ơi, mã 70k mã D15. Một em Armour này size M nữa nè. Cái này nó làm như là loang loang nha chứ không phải bị dơ nha. Mới nãy em phun cũng tưởng dơ mà nó loang loang màu xám vậy đó, màu hồng với xám. Đẹp lắm nè. Size M nè. Xịn sò nha. Ngực 87 đổ lại nè. Ngực 87 đổ lại đẹp lắm luôn nha. 70k luôn nha. Cái này cái chân ngực này nó dài nè, 70k, size M lớn, ngực 87 đổ lại. Lên mã A21 15. Nụ nụ nè, 70. Con này mới lắm nụ nụ. Mà giờ em giảm rồi, cái đó bự quá. Wow, Puma nè quý vị, Puma được mong đợi nè. Chiếu 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 bằng bằng chiếu chiếu. Size M lớn. Này 70 phải không? Này size M lớn, L nhỏ 21 Nguyễn Quang. Đúng rồi, Nguyễn Quang 70 luôn nè. Nguyễn Quang trước rồi, Hải Anh ơi. Size ML, M lớn, L nhỏ bon chen, ngực 93 đổ lại nha. Con này là mới hầu như là 90% á. Chiếu nè, tem còn nha. Con Puma nó chiếu chiếu nè quý vị. Con này 100k luôn nha quý vị ơi. 100k chuẩn bị lên mã dùm cho em đi. Size ML nha. Nó để trong đây size L nhưng mà M lớn mặc được nha. Nói chung ngực từ 86 trở lên là mặc được. 100k. Rồi lên mã B5. Con đó là đẹp nhức nhách. Nhức nách luôn. Chiếc này con đẹp nhức nách vô size L không à. Nên là tôi không được cái nào. Size M lớn B5 Ngô Quỳnh Trang. Size M lớn nha. M lớn, M lớn của F21, ngực 86 đổ lại nè. 100k. Cái này 50k. 50k mã 62. B5 em hết rồi tình yêu ơi. Rồi thêm một em mới nhức nách nữa nè quý vị. Nhức nách nữa nè. Size M nha, Quỳnh Trang có cái con B5 nha em. Size M, ngực 86, 87 đổ lại nè. 62 Hạnh Nguyễn nè, 50. Cái này cũng nhức nách luôn nha, màu tím nè. Cũng mới tin nha, hồng hồng tím tím nè. F21 nha, 60k thôi. 60k, đúng rồi, hàng si nha tình yêu. Hạnh Nguyễn à, dạo chục con đợi con bắt. Mã A21. 62 hết, 62 hết rồi. 62 là của Hạnh Nguyễn rồi. Tại vì cái số đó chị, người ta bấm chợt tay xíu nhưng mà là đúng mã mà chị. Rồi con này cũng mới nhức nách luôn nè. Nhức nách luôn, Champion màu xanh này. À mình có cái quần màu xanh nè. Để cái này mặc được nè. Thôi kệ. Bán luôn đi. Đẹp lắm luôn nha, size M Champion. Con này mới 90% nha quý vị. 70k. Mai mặc là tôi mặc mã A19. Đây đây con alo, alo nè quý vị. Con alo. Kiện này là có một con hiệu
lớn. Alo nha. Đó, nhưng mà này này sai L quý vị ơi. Em bị hộc rồi, Nguyễn Ngoan 70. Rồi, alo nha quý vị, chuẩn bị nha, sai L nha. Ngực 95 đổ lại thôi. Sai L tầm L nhỏ 99, nói chung là từ 989 95 được nha. Bỏ cuộc ha. Đẹp lắm luôn. Đó. Con này 160k dùm cho em nha, 160k. Cái này trên web 1.1 mấy chục không quý vị. 160k chuẩn bị lên mã Y2. Tại vì người ta bấm nhanh nó trúng cái số, đâu có gì đâu chị. Y2 nha. Bữa hên ha em, hốt con lúc đó là ít người đó. Thấy Kim Yến, Kim Y Ý, Kim Ý. Rồi em lên tiếp con này size S nha, cũng mới nhất nách luôn nè. Ngực 82 đổ lại nè. Hiệu gì nè? Âu Navi nha, đẹp lắm. Mới tin nha, 60k. 60k lên mã 24. Rồi một em Reebok. Reebok đây size L. Reebok size L. Ngực này tầm 90-95 đổ lại. 95 đổ lại nha. Em này sale 40k. Lên mã 11. Thảo Phạm 24. 24 này size S mà Thảo Phạm. 24 nè, 60. Thảo Phạm trước rồi, Hải Anh, hai anh ơi. Chốt chưa chị? Chưa, em đâu có con nào, tại em chốt sao á. Trẻ em mạng chậm lắm. Tại vì biết sao không? Trang cá nhân chị sợ nó nếu mà 19 em trước mà. Không, cái đó do mình á. Ở cửa của mình, ngay cái máy của mình thì nó hiện mình trước. Mà thật sự là người ta trước. Tại vì biết sao không em? Nó like ở đây rồi like một cái trong hội nó sẽ bị ấy. Nó sẽ bị chặn like á. Nên phải like một cái bay, một cái trang cá nhân mới được. Rồi một em size L, ngực 93 đổ lại nha. Ngực 93 đổ lại, hiệu của Champion nè. Rồi em này 40k, mã B11. B11. Đây, còn em mới nhức nách nữa nè. Nhức nách nè, nó dạng cổ yếm của F21. Cái này là mới chín mấy phần trăm luôn nè quý vị. Mới lắm luôn. F21 nha. Ngực này tầm 83-84 đổ lại thôi, size M nhỏ nha. M nhỏ, ngực 84 đổ lại thôi, F21 nè. Mới nhức nách luôn nha, 70k. 70k lên mã H30. Kim Yến B11, Kim Ý B11. 40. Rồi một em này cũng mới nhức đầu. H30 Nguyễn Ngoan lên mã nha, Hiền Đặng ơi. Ly ghi vậy không trúng mã đâu. Nguyễn Ngoan 70 nè. Nhớ ai có đơn inbox dùm cho em nha. Size M nữa nè. Mới nhức đầu luôn nè. Quên size S chứ. Size S ngực 82, cái đó 70. Dán vô trong áo đừng dán. Size S ngực 82 đổ lại cũng mới nhức đầu luôn nha. 60k. 60k lên mã B5. Con này một em nay size M lớn, ngực 88 đổ lại. Ngực 88 đổ lại nha. Em này thì không có mới nhất quá. Này không mới lắm nha. Không mới lắm, em sale 40k thôi. 40k mã 24. Tại em làm biến giặt á. Tiếp tục nay nữa nè. Này mới nhất nách nè. Size M lớn, ngực 86 đổ lại. Cái này mới nó nhức nách nha quý vị, nhức nách 100k nha quý vị. Con màu tím này rất là đẹp luôn, 100k, size M ngực 80-85. Nói chung tầm 82-85 là mặt đẹp, 82-86 nha. 82-86 mặt đẹp. 24 chưa? 24-40 nè, của Hải Anh. 100k ngực 82-86 lên mã T10. Tiếp tục Puma xịn nè.
này cũng nhức nách luôn. Size SM nhỏ thôi. Ngực 82 đổ lại nè. Không, nay có mấy con sexy nó không có cái mút đâu. Cẩm Tuyền Phan. Cẩm Tuyền Phan trước nha tình yêu. 100K T10. Cái này ngực 83 đổ lại thôi nha. Cũng không có mút nha các tình yêu. Mấy cái hàng sexy mấy hàng 100K. Thôi em này 90K nha các tình yêu ơi, size S thôi nha, 90K lên mã 30. Không, hôm nay mình không có lên quần tình yêu ơi, mình đang mặc quần nè. Quần đang mặc. Tiếp tục em Nai nữa nè. Wow, em Nai này đẹp nhức nhói. 30 Hạnh Nguyễn. 90. 30 hết rồi, Mèo La ơi. Em Nai này nhức nhói nha. Size S nè. Ủa Minh Hằng đâu mất tiêu rồi em. Nai của em nè, em đi đâu rồi? Size S. Ngực 80, 81 đổ lại thôi. Rồi con Nai này cũng mới nhức nhói luôn nha, 100k. 100k lên mã 28. Đây size M lớn nè. Size M lớn ngực 87 đổ lại nè. Size M lớn ngực 87 đổ lại nè. 40k thôi, 40k nè, đang lên cái tục xuống. Rồi của Lữ Mỹ Lộc trước nè. 100k. Lữ Mỹ Lộc. 40k thôi nha, size M lớn nè, 40k lên mã 18. Rồi cái này sexy nhức nhói nè, size L. Size L mặc đi biển đi chơi gì cũng được nha. Nhức nhách nhức nói nhức nhói gì đầy đủ luôn nè, ngực 90 97 đổ lại nha. 35k. 35k lên mã 28. 28 ngoại ta. Thôi kệ lỡ rồi. 18 Cẩm Tuyền Phan. 40 Cẩm Tuyền Phan. Hết nha Hà Anh Vũ ơi. Rồi một con này mút liền nè, có thông hơi mát mát. Size M ngực 86 đổ lại. Hiệu Champion. Hiệu Champion 60k. 60k cho em mã 81. 18-81 làm quại ta. Chiều nay ai quýnh số, ai chốt được con gì quýnh con đó, trúng số vô chốt tiếp nha quý vị. Ai nói chung là cái duyên đó. Ai ai ngay cái mã là vô số đề là có duyên. 81 Hà Hà Minh Vũ. 60. Rồi xong, con gỡ kẹp nó đi. Trời đất. Ừ, mấy con mình giặt cái tự nhiên cái mình quên ta. Quên đem xuống rồi. À, cái này của bé bé nè, của bé tặng nha. Mới tin luôn. Mới làm mới nên tiếc em không dục á, chứ cũ cũ của em bé dục luôn. Tặng mã T10. À, kệ em lâu lâu vô đông đông cho em hụt hụt xíu chứ. Chị bán ế hoài là em chốt là được. Cho chị bán đắt chút xíu. Size L nai xịn nha quý vị, mút liền mỏng mỏng nha, đầy đủ tem nè. Nó để ít L nhưng mà tầm L thôi, ngực 95 đổ lại. Mấy thằng nai cái form nó không có to. Mút liền nha, ngoài sau nè. 10T10 là của Hiền Dương nè. Hiền Dương nè. T10 hết rồi tình yêu ơi. Ngực 95 đổ lại đã tặng. Ngực 95 đổ lại nè. Nai xịn nha quý vị ơi. 80k. 80k lên mã 24. Một con hiệu này mút thông hơi nè, hiệu của Champion nè. Đó. Có mắt cài phía sau. Nó cái màu xanh xanh á. Cái màu xanh xanh, trời nãy giờ còn sót một đống kìa quý vị, lát lai lại một cái nữa cho. Ngực 87 đổ lại size M nha. Có mắt cài nói chung tầm 83 đổ lên, 87, 88 đổ lại, mặt đẹp nha. Nó màu xanh nha quý vị. Con này đẹp lắm luôn nha. 65k. 65k lên mã F9. F9. Đây một em Reebok nữa nè. Reebok size S. Size S này tầm S lớn nha. S lớn ngực 85 đổ lại, cái này như rất chớp luôn.
F9 Nguyễn Ngoan. 84 đi ngược 84 đổ lại nè, F9 hết nha tình yêu. Ngược 84 đổ lại. Rebook xịn sò. Màu tối tối em sale cái này 50 thôi nha quý vị, 50 thôi. 50 lên mã A19 nè. Nguyễn Ngoan nè 65. Một em Onavi size M nè. Mới chát luôn. Size M nhỏ thôi, ngược 83 đổ lại nha. M nhỏ, S lớn, M nhỏ, ngược 83 đổ lại nè. A19 của Nguyên Nguyễn. Nguyên Nguyễn 50. Nguyên Nguyễn inbox dùm cho mình nha, dự bị cho Thủy Mail La. S lớn, M nhỏ, mới chát nha quý vị. 55k lên mã H30. Hết rồi em, A19 hết rồi. Size M. Size M ngực 87 đổ lại. 83, 87 là mặt đẹp nha. Kiểu này nè. Cái đó 50. Em này 60k. 60k lên mã M7. H30 Thảo Phạm. H30 Thảo Phạm trước rồi nha tình yêu, 55k. Em sexy size L nè. Em sexy size L nè. Rồi hiệu Mỹ. Kiểu giống như dưới đây chữ V nè. Đó, đẹp lắm nha. Khi nào lên quần không có lên quần tình yêu ơi. M7 tại quần không còn gì, còn màu đen không à. 60 là của Nguyên Nguyễn nè. Ủa Hà Minh Vũ xin lỗi. Hà Minh Vũ M7 trước nha. 60. Cái này size L nè. Size L ngực này tầm 94, 95 đổ lại nha. Ngoài sao nè. Tập Mỹ nè, đẹp lắm nha. Cổ chữ V. Rồi cái này 60k luôn nha. Chất dày đẹp. Lên mã T2. Tiếp một em Champion size M. Size M ngực 86 đổ lại nè. Ngực 86 đổ lại nè. Màu xanh xanh nha. Đó, 60k T2 Nguyễn Ngoan. Lên mã D15. T2 là Nguyễn Ngoan 60. Rồi một em này size M luôn. Ngược 86 đổ lại. Phía sau nè. T2 đó nó không có chỗ nhét mút. Mà hết rồi tình yêu. Phía sau size M nha. Rồi em này 35k. 35k lên mã F9. À, còn cái em CK nè, nãy ai chốt anh em còn em nè. Hai em CK nè nha. Dễ thương. Chân ngực nhỏ, nếu mà cúp ai to thì 85 cũng được nha. Còn cúp ai nhỏ thì từ 80, 81 thôi nha. Đó, sexy đẹp không? 45k thôi, CK luôn đó. 45k, F9 Thảo Phạm. Lên mã 51. 35 Thảo Phạm. Tiếp tục con này. Size M sexy nè. Ngực 85 đổ lại. Dễ thương không? 35k luôn nha. 35k lên mã 89. 51 Minh Hằng nè. 45. Đúng rồi. Một em Âu Navy này đẹp. Size L, size M lớn. Size M lớn nè. Hiệu Âu Navy đẹp lắm. Màu tím rút rút nha. Size M lớn ngực tầm 88 đổ lại. 89 Thảo Phạm. 89 Thị Sen trước chứ. Ngực 89 đổ lại nha. Size M lớn. Rất là đẹp luôn tình yêu ơi. 65k. Lên mã 09 của Thị Sen trước nha. Thảo Phạm 35k. Rồi một cái em màu này cũng đẹp cực kỳ. Hiệu Rofit gì nè. Size M. Size M. Cái màu da da, màu hồng da nha. Rất là đẹp. Hồng nít, hồng ni, hồng nu gì đó. Rất là đẹp nha tình yêu. 60k size M nha. 60k lên mã T2. Tiếp tục một em size XL. Mút liền. XL ngực cái này dạng nó không có sexy nè. Rất thớp luôn á. Cái này dạng rất thớp nha, ngực 98 đổ lại. T2 của An Tâm Lê. 60 An Tâm.
tâm lê. Cái này ngực 98 đổ lại mút liền, tầm size LXL nha. Cái này như là rớp chớp á. Rồi em này 50k. 50k lên mã to. Tiếp tục em size to nữa nè. Under Armour size XL ngực 97 đổ lại. Ngực 97 đổ lại, cái này cũng không có chỗ nhét mút nha. Rồi sale em này 45k thôi, 45k lên mã X2. Tiếp tục một em Champion. Champion thôi, cái này hơi giãn rồi. Cái này hơi giãn cái thùng tí xíu, mặc vô thì ok, em sale 25 thôi. Hơi giãn cái thùng nha quý vị, size M nha. Giãn tí xíu đây, không thấy. 25k. Size M 25k, độ mới thì cao mà hơi giãn cái thùng tí xíu. Lên mã 18. Em CK này nó hơi dơ dơ, quý vị về chịu khó giặt ra nha, em tặng nha. Tặng lên mã nè. Nó hơi dơ dơ, tặng nó giặt ra sạch mặt đẹp. Rồi tặng lên mã B11. Đó, tiếp tục em Vic nữa nè. Vic này là mới chát luôn nè, size L nha, cúp C, cúp D. Size L, cúp C, cúp D mặt đẹp nha quý vị. Vít xịn nha, còn đầy đủ tem nè. 110k nha. Em này rất là mới luôn. 11 của Kim Cúc hả? Kim Cúc mới vô. Rồi B34D. Rồi tặng cho Kim Cúc, Nguyễn Kim Cúc nè. 34D nó tầm size L nha, 110k Victor xịn nha quý vị, cúp C, cúp D mặt đẹp nha. Đó. Cúp to to mặt đẹp, còn cúp nhỏ nhỏ nhét miếng mút dưới đây nâng vú lên cũng đẹp luôn nha. Ngực này tầm 96 đổ lại nha, 110k. Rồi lên mã. Lên mã M7. CK nữa nè. CK size M lớn. Ngực 86 đổ lại, 86 87 cũng được nha. CK mút này nó không có chỗ nhét mút nha, nó thường hai lớp mỏng mỏng vậy đó. Đó, CK 40k. 40k lên mã 51. 50 con mốt cỡ ra là con mấy, con 51. Tiếp tục một em Under Armour, trời ơi con này nó đẹp. Mới chát luôn, size F, ngực 81 đổ lại, không có chỗ nhét mút. Hạnh Nguyễn 51, 40. 51 hết rồi tình yêu ơi. Đẹp lắm nha, size F ngực 81 đổ lại ngoài trước nè, ngoài sau nè. Của Under Armour nha. Rất là mới. 70k. Cho mã B11. Tiếp tục đây. Size ML ngực 93 đổ lại, ML bon chen ngực 93 đổ lại nha. Này trên ngực nó cũng hơi dài dài nè. Em này 45k. Mã 39 B11 của Đinh Minh Hằng. 70. Rồi, một em xanh này cũng mới lắm, mới rớp chớp luôn, size S nha. Nếu mà ngực to thì 85 cũng được nha, chân ngực nhỏ là ok. Bình thường thì 83 thôi. Size M nhỏ 83 84 nha, 39 Cương Hồng Song An. 39 45 của gì? Cường Hồng Song An. Cường Hồng Song An inbox giùm cho mình nha tình yêu. Con này mới lắm nè quý vị. Này giống như rớp chớp luôn ngoài sao nè. Xinh ghê lắm. Chưa lên mã tình yêu ơi, em lên mã không có lên theo cái màu đâu. Cái này không có chỗ nhét mút nha, tầm size M ngực 84 đổ lại. Mới tin nha, 65k. Lên mã số 2. Cường Hồng Song An. Thôi cái này sexy nữa nè, tầm size M ngực 86 đổ lại. Ngực 86 đổ lại nha. Họa tiết đẹp lắm luôn nha. Rồi em này em sale 35k nha. Lên mã 26. Hai Hà Minh Vũ. 65k.
một con size S ngực 81, 82 đổ lại, 26 hiền dương, 35 ngực 80, 82 đổ lại size S nha, phối đẹp nè. Rồi em này 45k, 45k lên mã 100. Cái này 3D của Champion nè, cũng không có chỗ nhét mút nha. Ngực 86, 87 đổ lại, nó làm kiểu nè, họa tiết 3D nha, 100, hoa hồng tím, 45. Size M ngực 85 đổ lại nha. Em này sale 45 luôn, mã A19, hoa hồng tím 45. Tiếp một em size S nữa nè, Âu Navy, ngực 80, 81 đổ lại nha, rất là đẹp luôn, 45k luôn, 45k lên mã X2. Đây em sexy nữa nè, sexy mặc đi chơi đi biển đi gì cũng được nè quý vị, ôi dễ thương. Size bờ lớn ngực 86, 87 đổ lại, 88 cũng được đó. X2 Nguyên Nguyễn, em này 35k, 35k mã Q2, Nguyên Nguyễn 45 nè. Nguyên Nguyễn như lúc đầu có không, rebook này của em bé hay gì đó, rồi rebook em bé tặng nha, tặng lên mã 89. Tiếp tục em này đẹp nè, Hà Minh Vũ Q2 35, nay chậm dữ rồi Minh Hằng ơi. Size L nè, mút liền nha, M lớn L nhỏ ngực 92 đổ lại, tặng 89 là của Thị Sen. Sen đây, Q2 lạ nào, Q2 hết rồi tình yêu ơi, ngực 80, 8893 cúp C mặt đẹp, mút liền ngực 8893 cúp C mặt đẹp nha. Rồi em này là 55k, 55k lên mã 72. Một em này cũng xinh nè, mút liền nè, size M, M nhỏ thôi, ngực 84 đổ lại, cúp B, cúp A cúp B thôi, ngực 84 đổ lại, dễ thương, nhỏ nhỏ xinh xinh nè, 50k, 50k lên mã 62. Em nay size L nè, size M lớn L nhỏ bon chen ngực 90 đổ lại, kiểu rất là lạ nè. Nè, rảnh rảnh thì quý vị lật vô trong nó cũng có tem luôn, rảnh rảnh thì mặc bề này cũng được nha, còn không rảnh thì mặc bề này, không có chỗ nhét mút nha. Size M lớn ngực 90 đổ lại, 89-90 thôi nha. Cái này nó thun cô tông. Rồi cái này em sale con này 50k thôi nha, 50k mã H30, 62 chưa, Minh Vũ chưa. Ồ, 50k Hà Minh Vũ, 50k H30 một em nai nữa nè, xịn sò xe S. Đây này nó để là XS, nó để XS nhưng mà tầm xe S ngực 7. Rồi, XS đi, H30 thì sen, à, ngực 79 đổ lại đi nay nha, nhỏ nhỏ quá em sale luôn, mới tin nha, nhỏ nhỏ em sale 50k luôn nha quý vị, 50k mã to 2, H30 thì sen. Cái này vừa không em, à, cái này nếu mà em nhét mút vô thì vừa, 50. Rồi một em Nhật nè, Uniqlo, à, cúp A cúp B, cúp B, cúp B thì sexy chút xíu, cúp A thì vừa. Nguyên Nguyễn nè, 50, đẹp lắm nha, của Nhật nha, Uniqlo nha, có lỗ lỗ nha. Con này mới 90 mấy phần trăm, 70k nha tình yêu ơi. Size M nhỏ thôi, size M nhỏ ngực 85 đổ lại nha, rất là xịn sò, 70k, 70k cho em mã F9. Tiếp tục bu
em Puma size ML ngực 92 đổ lại. Puma nha. F9 Thảo Phạm, Puma. Size ML ngực 92 đổ lại 70 nè, Thảo Phạm. Rồi em này 70k luôn nha các tình yêu. Ngực 90 đi, 90 91 đổ lại nha. Size ML nếu chung là 87 91 là đẹp nha. 86 91 đẹp. 70k của Puma mã 100. Một em size L nè. Một em size L ngực 95 đổ lại. Ngực 95 đổ lại, 90 95 đều được nha, co giãn tốt. 45k. 45k lên mã H30. 100 Hoàng Ngọc. 70. Một em size L nữa nè, rất là đẹp. Ngực 95 đổ lại nha. Đó ngoài sau nè. Đẹp lắm luôn nha. Rồi em này 45k luôn nè. 45k. Lên mã A. Ủa em này cũng đẹp nữa nè. Sexy size S hiệu XOXO gì nè. XO size S. Không có chỗ nhét mút nha, rất là đẹp luôn. Đây. Ngực 82 đổ lại thôi nha. Mà sao nè. Xinh lắm luôn. Rồi em này 50k thôi. 50k. Lên mã 66. Tiếp tục rebook nữa nè quý vị. Rebook size M. Cái này cũng không có chỗ nhét mút nha quý vị. Ngực 85 đổ lại nha, không có chỗ nhét mút, rebook luôn nha. Rồi rebook em sale 60k thôi, 60k. Tại vì cái nào mà không nhét mút là em hay sale đó quý vị. Mã Q2. Một em Champion mới luôn nè. Còn tem của Champion luôn, không phải tem cửa hàng. Size L. Size L ngực 95, 90, 95. Màu ghi xám xám nha. 50k. 50k lên mã 51. Cái màu ghi 35 có nhét mút không chị? Cái nào? Cái nào 35 ta? Chắc là hết rồi quá. Đâu có cái nào 35 nữa đâu. Q2 Quy Nguyễn. 60. 51 Ngô Quỳnh Trang. 50. Rồi một em size S này cũng mới tin luôn, hiệu Champion. Ngực 80 đổ lại nha. Đúng rồi, ngực 80 đổ lại. 50 em hết nha. Ủa 51 em hết. Rất là xinh nè. 50k luôn. 50k mã 62. Rồi một em là gì đây? Size M của Victor nè. Victor, ủa còn bịch nữa đâu ta? Giống như tôi hổng like xong còn sót. Còn sót nguyên một màu ghi trắng nè ta. Nãy giờ có mút không à bạn ơi? À cái này hả? Size L có mút nha. Cái này size L nha. Nãy nhiêu? 35 hả? Sao rẻ vậy? Một em Vic nè, 62. Lida, à quên, Quy Nguyễn rồi chưa? 62 rồi chưa? Rồi hả? Rồi chị 62 em hết nha. 62 đâu đây đây nè nè. Ủa 62 của Quy Nguyễn trước. 50 sorry nói hết. 62 Quy Nguyễn nè. Victor xịn nha quý vị ơi. Đây. Ngực này tầm 88 đổ lại nha. Tầm cúp B, cúp C mặt đẹp. Cúp B, cúp C mặt đẹp nha, Victor xịn nha. Nói chung là ngực 80 85 88 mặt đẹp nha. Xịn sò luôn. 80k. 80k. Rồi lên mã 55 dùm cho em. Còn con Victor xịn nữa nè, bữa khách chốt xong rồi cái không mình bóc. Size L. Trời ơi nó sexy. 70k thôi nha. Size L ngực 9. Size này nó để M. Mắc hết thấy đường. Ngực 55 Ngô Quỳnh Trang. Ngực này tầm 90, 93, 94 thôi nha. 93 thôi. Sexy không có chỗ nhét mút của Victor nè.
Cái em này em để 70 nha, 55 Ngô Quỳnh Trang nè, 80. Rồi em này để 70k mã T02. Minh Hằng coi nai đúng không? Mấy cái đầu á nai. Ít người chốt là để chị like những cái đầu cho. Rồi đây. Size M ngực 85 đổ lại nè. Cái này phải cắt nhét mút nha, màu hồng hiệu Champion rất là mới. Rất là mới nè, đẹp nha. 50k thôi mã 100. Tiếp tục em sexy nè. Size M lớn. Ngực 88 đổ lại nè. Sexy đẹp lắm nha. 45k tem nè. 45k lên mã T10. Rồi tiếp tục em màu vàng size M mút liền. Size M mút liền đây, ngực 86 đổ lại nè. 50k. 50k lên mã 30. Tiếp tục một em size L. Con cái T10 thị sen. Size ML. Ngực 93 đổ lại, ngực 8893 mặt đẹp nha. Mới cứng luôn nè quý vị, 55k. Mã số 2. T10 thị sen. 30 thiên bình. Này thiên bình 50 nè. T10 45 thị sen. Rồi, đây một em này đẹp lắm, đẹp luôn nè. Đẹp xuất hồn luôn quý vị ơi. Chất bóng bóng nè. Size M nhỏ ngực 83 đổ lại của Champion nè. Tại sao chữ T luôn nè. Đẹp cực kỳ nha, cái này không có chỗ nhét mút nha. 70k. 70k lên mã B11. Số 2. Phạm Hồng Tiên. 55. Nike size S. Ngực 79 đổ lại thôi. Khách mới anh bóc giùm cho em nha, ngực 79-80 đổ lại thôi. B11 Quỳnh Trang. Số 2 em hết nha. 70 nè Quỳnh Trang nè, B11 của Ngô Quỳnh Trang. Ngực 80 đổ lại nè, một em nai xịn sò nè. Rồi nai này sale 70k nha. 70k lên mã F9. F9 Dunking. Là Quỳnh Trang đó, 70. Cái đó có giá sẵn rồi. Size L ngực 95 đổ lại mút liền. Có luôn đó. F9 Nguyên Nguyễn. Mút liền nha, ngực 95 đổ lại cúp B, cúp C mặt đẹp nè. 60k thôi em này mới cống nha quý vị. 60k lên mã Q2 F9 Nguyên Nguyễn nè. Hôm nay mạng em kém lắm. Sao không mà em ơi, 70 Nguyên Nguyễn. Tình yêu của tôi chốt sao không, buồn quá. Size L ngực 96 độ 96-97 độ lại của Adidas xịn nha quý vị. Cái này tem nó làm tem loang loang đẹp lắm nha. Em này 70k thôi. 70k lên mã cu. Ngô Quỳnh Trang Q2 60. Mấy tình yêu lắc lắc viết chữ Q ha. Viết cậu cu đi. Ơi, size S nữa nè, em nay này quá đẹp luôn em ơi. Cố lên, cố lên. 70 Ngô Quỳnh Trang. Cố lên nha, con này đẹp lắm nè. 80k. Size S M nhỏ bon chen nha, ngực 82 đổ lại, 82 được. Rồi sao nè, tem còn nguyên nha, đầy đủ tem. Em này nhiêu 80k. Rồi. Mã 55. Con Adidas nó đẹp ha em. Nó ít L lắm. Chiếc này cua cái đợt này size lớn nhiều lắm, ít L với L nhiều. Rồi màu em đen này rất là đẹp nha. Size M. Ngực 85 đổ lại nè. 55 Hải Anh. Hai anh 80. Đẹp lắm luôn nè, size M ngực 86 đổ lại nha, 50k. Đúng rồi, 50k lên mã 39. Rồi, một em size M lớn, ngực 83-88. Hiệu Bing. Bing này không có chỗ nhét mút nha.
Ngực 83, 88 mặt đẹp, 84 đi, 84, 88 mặt đẹp nha quý vị. Hiệu binh rằn rằn, không có chỗ nhét mút nè. Mới lắm mới nè, của khách bắt về sale. Sale em này là 50, quên lộn, lên mã. Sale em này 65k nha. Lên mã 52. 50 con 2 cờ ra là con mấy, con mấy cái gì ra. Rồi em này cũng mới lắm nè, size M nhỏ, ngực 83 đổ lại nè. Hiệu của Âu Navy, trắng tinh mới chát nha quý vị, 60k. 60k lên mã A. Rồi gì nữa không quý vị? Không là em nghĩ nha, hay là sơ lược mấy cái nãy lại cho quý vị xem không? 50k size SM nhỏ, ngực 83 đổ lại, mặt hai mặt luôn. Đó, mặt hai mặt nha. Màu cam, màu hồng mặt đều được. Cái này không có chỗ nhét mút. Chữ A 60 nè. Thiên bình A hết rồi tình yêu ơi. 50k nha, mặt hai mặt đều được nha quý vị ơi. Hiệu Champion. Lên mã B11. Còn cái hiệu nào size S không? Anh đã mo hay gì đó. Cái này hiệu Mỹ size S đẹp nè em. Cái này hiệu nè, hiệu sắp lên nè, lên màu trắng mã gì vậy chị? Màu trắng hết rồi em, mã gì mà hết rồi. Này đẹp lắm luôn nha. Size S nè. Được 80 đổ lại, 80 81. Đẹp nè, 60k thôi, 60k. 60k lên mã T10. B11 Phạm Hồng Tiên. 50. Để chị kiếm cho em size S. Hiểu hả? Sao bữa nay Champion không ai lấy vậy ta? Ủa quên. Cái gì? Victor quá trời đẹp mà không ai lấy vậy. B10, T10. T10 đâu rồi? T10 của Ngô Quỳnh Trang. 60. Xe nhỏ phải không quý vị? Coi xe nhỏ hay xe lớn em lặp lại cái nữa em nghĩ coi. Victor xe L, ủa quên, cái gì? Rebook xe L nè quý vị, sale có 45k thôi, xe L ngực tầm 90, 93. 8994 đi, 8994 nè. Xe 45k thôi, rebook. Ngô Quỳnh Trang nè. Rebook nè. Có 45k thôi, lên mã Q2. Sơ lược lại nãy giờ có ai vô trễ vô sớm. Alo, mai lấy hả quý vị? Tuột xuống 150k CL. Alo yoga nè, trời ơi, phải size M nhỏ là tôi hốt rồi. 150k lên mã Y2. Rồi một em này nãy sale nhiêu giờ tuột giá xuống, giờ tuột từ từ nha. Size này tầm size L, ngực 96 đổ lại quá đẹp luôn á quý vị. Tập Mỹ nè, 35k. 35k lên mã M7. Size L luôn nha. 45k lên mã H30. Trời ơi, trở về quá khứ phút giây chạnh lòng. Size L mút liền tầm cúp C mặt đẹp. Tuột giá 50k lên mã X2. Không, giờ hốt hồi chót được rẻ hơn hồi đầu nè quý vị. A19 ngực 85 đổ lại size M, 45k mã A19. Đọc rồi. Ôi, size L nè, Victor xịn nha. Sexy. M lớn L nhỏ ngực 92 đổ lại thôi. Tuột giá xuống 65k nè quý vị. 65k hốt liền mã T02. Victor này nãy 110 giờ tuột xuống 100. Em tuột giá nè quý vị ơi, hốt đi quý vị. Cúp B, cúp C mặt đẹp. Ngực tầm 90 đổ lại, tầm size M lớn nha. Cúp B, cúp C 100k, em này nó mới tinh nha quý vị. 100k mã F9. Nãy giờ á có mấy cái con ấy nào. Tôi lên like xong tôi quên, giặt xong quên đem xuống. Nên chờ nó đến lần sau đi. Đây một em này hiệu XO, SO. Size S ngực 82 đổ lại đẹp lắm. 50k. 50k nè đó. 50 con ca lên mã 30. Em lấy khúc đầu lại cho quý vị coi nha.
là xong là em sale xuống cho quý vị nè. Trời ơi con tím 30 Đinh Minh Hằng nè. F21 mới tinh 50. F21 CM ngược 85 đổ lại, con này nó mới lắm luôn, màu tím nè. Thuộc giá xuống 60k thôi nha quý vị. Nhức nách giờ còn nhức nhói luôn rồi. Mã A19. Rồi CM nữa nè. Thuộc giá 40k thôi, ngược 86 đổ lại nè. Hiệu Dan King. Ngược 86 87 đổ lại Dan King nè, lên mã A21. A19 Thiên Bình nè. 60. Một em size XL nữa nè. Trời tự nhiên gỡ kẹp ra chi quá đẹp nha quý vị ơi. Size XL này nó đẹp lắm luôn. Nhưng mà size XL ngực 98 đổ lại nè, 45k thôi. Mã 39. Tiếp tục một em size L nữa nè. A21 Libella. Tục giá 40 nè. Ngực size L nha. Ngực 96 đổ lại rất là đẹp nha. Em mốt hết rồi tình yêu ơi. Ừ mới. Rồi cái này 60k mã A0. XL nữa nè, có ai chợt vô là hốt liền cho em màu này quá đẹp, 45k. Quá đẹp luôn á, mới tinh luôn. XL nha. Mã 09. Một em size L nữa nè. Hiệu này cũng đẹp nè. Hiệu này đẹp lắm luôn nè. Size ML ngực 8893 mặt đẹp nha. Đó. 60k mã 11. Nè, em này cũng size L nè. Size ML ngực 8893 loang loang nè, đẹp ghê chưa. Tuột xuống 50k thôi nha quý vị ơi. Mã A19. Ủa sao A19 bán hồi là tôi không nhớ. Một em size L nữa nè, 50k đẹp. Đẹp ơi là đẹp, ngực 93 đổ lại L nhỏ thôi nè đó. Cái kiểu này là nó dúng dúng, nó phải dúng dúng mà nó lỗ lỗ bên đây nha. A19 Hạnh Nguyễn. A19 Hạnh Nguyễn nha. Đây nè. Gần gần xem được không quý vị, xa xa xem được không? 50k size L nha. Ngực 93-94 đổ lại thôi. Size L 50k lên mã Q5. A19 50k nè. Nãy đọc tên ai à? Hạnh Nguyễn đúng không? Tiếp tục size XL nha quý vị. XL có ai hốt dùm cho em, 45k thôi. 45k mã 00. Hiệu Champion nè. Champion size SM nhỏ, ngực 81 thôi. S thôi. 81 đổ lại. Cái này phải cắt nhét mút nha. Rồi sale 35k luôn. 35k lên mã T10. Sống này còn mấy cái áo rớp tớp lấy ra like luôn, quên. Rồi này cũng size M lớn, ngực 88, 89, 90 đổ lại nha. ML bon chen 90 đổ lại nè. Cái này cái viền nó màu hơi vàng vàng ngà ngà nha quý vị. Cái sọc nó cũng vậy nha, nó màu hồng phai đó. 35k thôi. Lên mã chữ A. À con chết mình bóc cái này, cái F21 mà này có lấy không? Còn cái F21 có lấy không ạ? Ai? Đang mở cái tin nhắn của Thanh Hằng Phan. Size ML bon chen ngực 92 đổ lại, ngực 8892 mặt đẹp. Có nhiều mắc cài nè. Rồi tuột giá 40k thôi nha quý vị, hai lớp. Nó làm như mút mỏng. Lấy cái đó không? Mã 39 nha. Mới người ta mới đọc trong đó mới rồi mà. Rồi một em size M lớn, ngực 88 đổ lại nè. Rồi vậy thôi khỏi, định lấy ra like. Ngực 88 đổ lại 40k thôi. Quá tuột rồi quý vị ơi, hốt liền mã B5. Tiếp tục tuột giá nữa nè. Size ML ngực tầm 90 đổ lại. Ngực 90 đổ lại 85, 86, 91 đi, 86, 91 mặt đẹp nha. 50k. Tiếp tục mã N1. Cái nào chị ơi? Cái nào giờ like nè, coi nào chốt cái đó nha. Size ML, M lớn, L nhỏ bon chen, ngực 91 đổ lại nha.
Đó 45k thôi, 45k lên mã 00. Ai có đơn nhớ inbox nha, cái tình yêu khách cũ nhiều. Mẹ nó nhiêu tiền luôn. Quên mất. Size M nữa nè. Trời ơi, ngoài sao kiểu này sexy ghê chưa? Hiệu Âu Navy. M lớn ngực 86 đổ lại 86 87 gì đó. Đẹp lắm nha. Rồi, sale 40k luôn. Sơ 40k luôn lên mã B1100. Cường Hồng Sông An, nãy nói nhiêu? 45 không? Rồi 45. CK nè. Trời CK. CK có cái cung ở dưới. Nó làm nè, size M nè. Đó, 40k luôn nha. CK CK chữ in luôn đó, 40k. 40k mã B6 B11 Hà Anh Vũ. 40k. Quá rẻ quá đẹp. Size M, quên size S. Size S ngực 83 đổ lại, S lớn. M nhỏ có thể bon chen, ngực 83 đổ lại nè. Kéo khóa hiệu đang đan kinh rất là đẹp nha. 60k. 60k lên mã N7. Cái này em có một cái size M nữa nha, size M ngực 88 đổ lại. Có ai lấy không ta? Không biết nữa. Thôi tới đi. Thôi tới đi, không biết. Này mới đẹp lắm mã N7. Tiếp tục trở lại cái em pin nè. Của Hà Anh Vũ nè, 60k. N7 nè. Hà Anh Vũ luôn. Size pin nè quý vị, pin N7 em hết nha. Một em pin size L nè. Cái này là ngoài sau nha, ngoài trước nè. Ngực 93 đổ lại, cái này thì sexy, nó không có chỗ nhét mút nha. Có thể mình cắt nhét cũng được nha. Size M hả tình yêu, không biết mình còn không, để lén mình lấy ra cho. Thôi cái này nãy 70 giờ em sale là 60k luôn nha quý vị ơi. Bing nè, 60k thôi nha. Tột giá bất ngờ mã A19, ai có đơn thì cho lấy đủ luôn nha. Rồi, gáp nè, size L. Gáp size L nè, ngực 93-94 đổ lại. Đẹp lắm luôn. Cái này cũng không có chỗ nhét mút, có thể cắt nhét được nha. Sale 50 luôn. 50 lên mã N7 nữa nè. Có mấy cái kẹp dồn tới dồn lui, dồn lằn lằn vô, nên là nó cứ nhiêu đó đó. Rồi em này size M nè, mới chát luôn nha. Ngực 85 đổ lại, ngực 85 đổ lại, Champion nè. Sale 45k mã 39. Tiếp tục một em pin cổ yếm nè, nhưng mà này size L nha. Pin cổ yếm size L có mút nha. Ngực 93 đổ lại. Rất là đẹp. Ở đây nó có hai cái cung để mình ôm cái chân ngực vô luôn nha. Rồi, này sale 70 luôn nha quý vị ơi. Lên mã M0 Hà Minh Vũ 39. Quên, của Cường Hồng Sông An trước nha, Hà Minh Vũ ơi. 45. Trời ơi, quần áo của tôi phơi mà nãy nhớ lấy xuống nè. Lai là đâu có bị ướt. Size M ngực 86 đổ lại mút liền nè, màu ghi xám xám, xám tro đẹp lắm. 50k luôn, 50k. Mã 68. Size XL có ai lấy thì báo cho em nha. XL còn nhiều cái lắm à. Rồi hiệu này nè, màu xanh size M ngực 85 đổ lại của Âu Navy nè. Có cái lỗ thông hơi nè, cho nó mát mát nè. Rồi cái này sale 40k luôn nha quý vị. 40k mã 84. 68 Hà Anh Vũ. 50 Hà Minh Vũ chứ. Size S. Size S ngực 82, 81 đổ lại, ngực 81 đổ lại. Giờ có lên quần không chị? Không có lên quần em ơi. Sao mấy ngày chị lên quần không thấy em? Ngực 81 đổ lại đi. 40k thôi mã to. 84 size gì chị? 84 size M nha. Size M ngực 85, 84 gì đó đổ lại. CK nè, 45k nè, tình yêu nào dớt đi, màu hồng đẹp lắm. Size S nè, 45k nha. CK nè. Lên mã B11.
thêm một cái này nó trắng nó mới nè, ai nãy không màu màu này màu màu ghi xám, size M nhỏ ngực 80, to của sen ngực 84 nha, ngực 84 đổ lại nè, to là 40 nè, sen. Ủa, cái này vừa không ta? Cái này giãn nhiều, ngực 84 em này mới cực kỳ luôn nha, 55k thôi, nãy 60 dịch tuột xuống là 55k, mã 39. Một em size L của Victor nè, tuột xuống 65k thôi nha, ngực 94 đổ lại, Victor xịn nè, 65k. Lên mã 68, Victoria Sport xịn nữa nè, Victor nữa nè, toàn không biết chị thôi, em chờ like sao. 84 40, ok. Em lấy quần thôi, không mua áo hả? Cái này của ai đây? Nguyên Nguyễn nè, 40. Victor xịn nữa nè quý vị ơi, hốt đi. Size M ngực 87 đổ lại, cúp B cúp C mặt đẹp nha, cúp B cúp C mặt đẹp, tuột xuống 90k, 90k lên mã 38. Size ML trắng tinh nè quý vị, mút liền, ngực 91 đổ lại, ngực 91 đổ lại nè, trắng không tì vết, trắng một cái như là bông bưởi như ngọc trinh vậy nha. Tụt giá xuống 55k, mã E7, 68 Yến Phạm. Hôm qua hôm kia gì có một cái 68 là 65k. Hôm bữa nay không có like quần nha, Hạnh Trần. E7 ai có đơn chủ động inbox nha, inbox em xả em like tiếp. Nhờ em chơi với mấy chị là em có thời gian ngồi em like. Mấy chị em inbox em xả cho em kiếm mấy chị, xong mấy chị cũng bơ em chán ghê. Size M nhỏ ngực 85 đổ lại nè, Champion nha. Nói chung cũng chịu khó mình like lại đi không sao đâu, chứ kiếm mấy bà mang bụng tức, nhắn không trả lời. Rồi này 50k thôi, mã 47 nhiều khi hoặc là vô coi xem tin nhắn không trả lời, kêu 2-3 lần không trả lời đó, tức ghê không. Nên là ai inbox cho em thì em chốt, còn không là em xả, bữa sau em like tiếp, tại vì em yêu thích like chứ không yêu thích tiền. Undermore size M nhỏ ngực 84 đổ lại, cái này cũng không có chỗ nhét mút nha, đẹp lắm luôn nha. Rồi em sale con này 50 luôn nào quý vị, ai ở lại là tình thương mến thương là em sale nha. Mã T10 47 Hoanh Trần, 50 Hoanh Trần, 47 Hoanh Trần trước. Không, hôm nay không có like quần nha tình yêu. Một em size M lớn Adidas nè, nó là mút T10 của Hạnh Nguyễn, nó là mút mỏng nha, ngực tầm 88 đổ lại nè, mọi màu vàng đẹp nha. Cái này nó hơi dơ xíu, giờ quý vị giặt. Nói chung màu vàng này đẹp lắm, Adidas xịn nha quý vị ơi. Rồi sale con này 55k thôi. Lên mã 00. Cái nào tình yêu? T10 của ai? Của Hạnh Nguyễn rồi. 50 nè. Của Hạnh Nguyễn nè. Em cứ tuột từ từ, em cứ dạo qua dạo lại cho mấy chị lấy. Size M lớn, L nhỏ, ngực 91 đổ lại nè, ngực 87, 91 nè, giờ em tuột xuống 40 nè, cái hiệu này nè, 40 40 40, mã C10. Tình yêu Minh Vũ, cái nào em? Một em size S nè, size S này ngực 82 thôi, 81 hay 80 đi, ngực 80 nha, hiệu của Âu Navi này, chất này mặc đã lắm. 40 luôn, 40 mã, mã có mấy cái kẹp, mã Q5. Tiếp tục size S nữa nè, 47 chốt rồi, có người chốt rồi tình yêu. 47 là nào? 47 có người chốt trước rồi. Size S nè nha, C10 liên đổ, C10 40 nè, liên đổ nè. Rồi em này cũng đẹp luôn, size S, ngực 80 đổ lại. Không có, em nhắn sao không à,
Ngực 80 đổ lại nè, đẹp lắm nha. 45 luôn. 45k lên mã A. À, ôi áo xinh không mà em hốt là vài cái đi. Đây một cái em này size SM nhỏ ngực 82 nè. Họ tiết giống như là vảy cá gì đó, 35k luôn. 35k ngực 82 đổ lại nha. Mã N7 A. À, Hạnh Nguyễn nè. Không vừa em yêu. Cái này nhỏ nha. Hạnh Nguyễn là 45. Ai bắn tiền cho tôi vậy? Ai bắn tiền nhanh vậy? Tôi nhắn tiền vô. Rồi một em Bin nè, nãy bán nhiêu giờ tụt giá nè. Bin mới chát như quý vị, size M. Đinh Minh Hằng còn xem không? Con Bin này đẹp nè em. Size M nhỏ nè. Ngực này tầm 80 83 đổ lại thôi nha. SM. Nó để gì? S thôi, cái này tầm S ngực 82 đổ lại nha. Ai mặc căng căng ra xíu cũng được. Nói chung là chân ngực nhỏ là mặc ok nha. Rồi, sale em này là 50k. Đẹp lắm nha. Em này rất là mới. 50k mã A21. Mút liền nữa nè. Size M ngực 83 đổ lại 85. Ngực 85 đổ lại cúp A, cúp B mặc đẹp. Cúp B mặc đẹp. Ngực 85 đổ lại cúp B mặc đẹp nè. Sale 35k luôn, mã 100. 21 Hạnh Nguyễn nè. 50. Mã 100 nha. Rồi tiếp. Một cái em của hiệu của Kyodan. Kyodan size M nhỏ ngực 83 đổ lại nè. Chất mềm mịn như nhung vậy quý vị ơi. 55k. Lên mã T2. Sao mấy em cái bèo 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 này không ai à? Ai lấy ta? 35k size M ngực 85 đổ lại nè. Ôi nó mới chát luôn. Mã BD T2 Nguyên Nguyễn 55. Under Armour nè. 35k luôn nha quý vị, size S nè. 35k luôn. Ngực 81 đổ lại. À, Nguyên Nguyễn lại có. Mã B6. Rồi em này sale là 40k luôn. Khoét cái lỗ đưa víu ra nè. Ngực 83 đổ lại nha. Size S nhỏ M, quên, S lớn M nhỏ ngực 83 đổ lại nè. 40k. 40k mã A0. Size L có ai chốt con Âu Navi size M lớn chứ. Size M lớn ngực 89 đổ lại. Con này đẹp lắm luôn quý vị. Mới chát màu rút rút á. Đẹp lắm, đẹp luôn nha, 60k. Nếu chân ngực tầm 86-90 thì mặc đẹp nha. Dưới 86 thì nó rộng không đẹp đâu. Mã A21 nè, 60k. Rồi, con này D, quên. Con này sale 50 luôn nha. Ngực tầm 85-86 đổ lại. 86 đổ lại nè, size M. Mã D15 A0 Hiền Dương, A0 là nào? Làm tới tóc 40. Cái nào vậy Lê An Tâm? Cái nào vậy bà? Tôi đọc nhanh quá mà hỏi là tôi không biết con nào luôn. Con Nai nữa nè. Nai xịn mua D15 thị sen 50. À, cái con Nai này size L nha. Ngực 96. 96 đổ lại nó làm như mút liền mút mỏng á. Màu ruốc hả? Hơi rộng bà ơi, rộng cái chân ngực. Rộng chân ngực nha. Ngực 96 đổ lại, nay xịn sò quý vị ơi. Tụt giá xuống 70k nha. 70k lên mã C10. Rồi, một em này xinh xẻo nè. Xinh xẻo con bà bẻo nè. Size SM nhỏ ngực 82 đổ lại trắng tinh. Nãy 60 giờ em tụt giá 50k nha quý vị. Trắng tinh không tì vết 50k lên mã 47. Rồi sexy đi biển size L không quý vị. 35k mã 28. Size L nè, ngực 96 đổ lại đẹp. Rồi gì nữa đây? Rồi xong nha. Ai có đơn thì inbox giùm cho em nha quý vị. 47 là 50k kỵ sen. Rồi, chắc được. Khách là tôi phải căng, tôi thử sơ sơ. Tại vì có cái số đo đó.
gì nữa không quý vị? Em la vài cái quần, còn mấy cái quần này không la cũng mệt. Kiếm em mấy con ren hả? Ren hả? Rồi ok ren, sẽ quất cho mớ ren đi, khỏi lai quần. Quần lai mệt lắm không chốt được. Ren nó lai nhanh. Đây nãy giờ tình yêu nào cô bé này cần áo bé không? Cô dài áo ra cái áo em bé, không có để áo đó. Áo ngực cũng có nha các tình yêu. Ai lấy gì cứ nói cho em. Xả thân hồng quân tử luôn. Quân tử cũng không chịu là cứ xả quân tử luôn. Thấy em không chế, thấy nụ nụ lấy cái gì em? Lấy cái đi biển à? Áo đi biển 35k mà đó em rộng lắm. Này size lớn mà em chín mấy lận. Nụ nụ lấy cái này đúng không? Để cho nụ nụ đó, đẹp lắm. Có 35k thôi. À áo rút tớp nãy còn mấy cái. Nụ nụ có lấy không nụ nụ? Rút tớp mà hôm qua mình để đâu ta? Áo ống 5k này quý vị, lên mã số 5. Đợi em bé hả? Đợi em bé nè. À có ai lấy cái áo bơi đi áo bơi của em bé hiệu Nike xịn luôn quý vị. 150 thôi, bữa nay em sale 130 nha, lấy không? Quý vị ơi. Nike xịn nha, em bé nè, ai lấy em tặng cho một cái chơi nè. Bấm số 1 nha. Rồi nụ nụ 35. Rồi em lên ren xíu hôm qua rớp chớp nha. Ren nè. Ren mới khui. Size S nè. Size SM nhỏ ngực 83 đổ lại nè. Số 1 của Thị Sen nha. Nè nè, đẹp lắm nè. 25k. 25k lên mã 18. Tí xíu còn áo nít nhiều lắm. Ai lấy size XL báo em nha. 20k. 20k. Size L nha. Lên mã A0. Cái ren này quá đẹp luôn nè. Size ML có mút nha quý vị. Size ML có mút xinh xẻo 18 của Hiền Dương. Size M có mút nha quý vị, size M lớn nha, có mút luôn. Đẹp lắm luôn, 25 luôn nha. Đây mặc áo ngực mặc đi chơi cũng được, mã Q5. 25 luôn nha. À, 10 A0 của nụ nụ. A0 25. Thôi chị tặng em cái này đi nụ nụ, nó không trắng mấy. Lát cái khác đẹp chị bán. Mua mà không bán ghét tặng đó. Rồi size lớn này em, size L nè. Size L nè, này đẹp nè. Size L nha, 25k. 25k lên mã 28. Size M nè, đây có cái lỗ nha. Đẹp lắm. Size M nè, 25k. 25k lên mã 81. Q5 không ai lấy ta. 28 Thị Sen. Ok. Này lớn không em? Sen ơi, cái này size L nha. Sen ơi, cái này size L nha tình yêu, cho nụ nụ nha. 81 cho Thị Sen nè. Nụ nụ 25, Thị Sen 25. Lỡ về mà không vừa đó. Ừ. Còn cái này là cái màu ghi nha, không phải màu trắng, nó màu nâu gì. Cái màu gì đó không biết. Nói chung là màu xám cho đó, size ML. Ngực tầm 89 90 gì đó mặc đẹp. 25k. Mã 81. Rồi, chị để cho em mấy rồi. Chị biết size trơn. Quần lót nè. Quần lót tặng nha. Trời đẹp quá. Quần lót này đi biển đi gì á, cái đáy còn nguyên nha quý vị. Đáy còn đẹp nè. Tặng lên mã 24. Ấy da, tắt kẹp vô cái ngón tay. Mã 24 nha. Ôi một em size S. 81 em rồi nụ nụ ơi. 81 nào nữa. Nè ok, 25. 25 hả? Ừ đúng rồi. Rồi 25k nè, size S nữa nè. Ren này đẹp ghê không? Cái này không có mút nha. Này nụ
mã 55. Cái tặng mai lấy ha, tình yêu 24 mai lấy quần chân ta. Tình yêu ơi, tặng quần 24 không ai lấy ha, hiệu Aria nè, đẹp lắm nha. Cổ yếm nè, size M nha. Con hiệu này đẹp lắm, màu đỏ đô 30k nha quý vị. 30k 55 của Hiền Dương nha tình yêu. 30k nha em này, 30k lên mã 30. Size M nè. Hiền Dương. 25. Cái này của này nè, sen nè. Đâu có, chưa mà cái đó là của đâu, đưa cái này coi, của ấy nụ nụ gì. Size này size gì? Ủa nãy giờ chưa lên con này. Rồi vậy lên con đó nụ nụ. Con đó sen, con này của gì quên nữa rồi. Của 55 nụ nụ không? Ủa quên của sen không? Quên nữa mẹ. Ủa nãy mình đọc 55 của ai vậy? Quên cha nó rồi. 30 nụ nụ nè. Dạ. 25, cái đó 25. Cái nãy đọc 55 của ai ta? Của Hiền Dương hay của sen? Của Hiền Dương hay gì á? Rồi tiếp nha. Của ai? Của nụ nụ 30. Size M, size M nha. Cái sao khoét khoét nè. 25k. 25k mã 28. Giờ có mấy cái mã lên tới lên lui nha quý vị. Quần đẹp quá, mai lấy không quý vị? Quần đẹp mà. Nó còn mới trắng luôn mà. Size M. Size ML nha. Size ML màu xanh là 25k. Chờ tí xíu qua rớp tớp nha quý vị. 25k lên mã 30. À, của Hiền Dương đúng rồi. 28 của Ly Bella. Vậy nãy là con để đó Hiền Dương không? Cái đầu mau quên. Ly Bella 25. Cái này tặng nha quý vị, nó mỏng manh dễ vỡ quá. Mỏng mỏng nè, tặng nha. Dây này có thể cột ngắn cột dài, muốn cột sao cột nè. Tặng nè, lên mã hoa. 30 thì sen. 25k. Con này 25k nữa nè. Size M, ML ngực 90. Ngực 90 nha. Thị sen hoa. Cái đó 25 của Thị Sen không? Này cũng 25k nha, mã BD. Thị Sen nè. Tặng. Áo này của Jockey nè, cái này người lớn hay bé gì mặc cũng được, tặng luôn. Tặng lên mã trắng. Tiếp tục con này bé bé xinh xinh size S nè. Size S 20k thôi. 20k lên mã rút đi. Giờ em làm biến kẹp quá. Con này đẹp nè. Size M, size L nha, size L. BD nụ nụ trắng Nguyên Nguyễn. Trắng tặng nè. BD 25 nè. Nụ nụ nè. Trắng hết rồi nha. Của Nguyên Nguyễn trước. À, cái này size L nha, đẹp lắm. Bán 25 luôn nha quý vị. Cái địch này không rồi về tập cơ tay cũng được nha. Rút của Hiền Dương nè. Trắng tặng hết rồi tình yêu ơi, Hiền Dương nè. 20. Cái này 20. Cái này 25 luôn nha quý vị. Lên mã tím đi. Gì nhẹ xíu đi. Ờ size S nhưng mà nó căng ra. Rồi này size L nữa nè quý vị, 25k. 25k mã ren đi. Rồi con màu xanh này cũng size L luôn nha. 20k. Mã xanh. Rồi một em màu hồng tím. Có mắt cài phía sau. Đó, size ML nha. ML em này 20 thôi. Tím của nụ nụ 20 luôn nha, mã 20. 25. Nụ nụ size M này có mút nè. Size M này có mút nha quý vị, màu đen nè. Của Arie luôn á. Cái này mặc đẹp lắm. Rồi em này 25k luôn, mã đen. 20 thì sen. Xanh nụ nụ 25. Em ơi này,
Rồi giờ nãy giờ, giờ tiếp tới là em tặng thôi nha. Giờ em rang nè, bắt đầu em tặng 5 cái nữa nha quý vị. Ừ. Rồi cái yếm này ai vừa lấy size M nha, nụ nụ 25. Giờ em tặng 5 cái nha quý vị. Size M nha. Yếm này ai vừa thì em tặng nha. A19. Đen Libella. Ủa phải không? Đúng rồi. 25. A19 tặng nha quý vị ơi. Ôi con này đẹp quá trời luôn, trời ơi, size SM nha. A19 lên tặng đi, an tâm. Tặng nè. Con này quá đẹp, size SM nè quý vị, nhanh tay hốt lên luôn nha. Tiếp tục tặng luôn nha. Mã C10. Tiếp tục con yếm tặng nữa nè. An tâm, Lê Thị Sang nè. Tặng luôn nè, cột lại, tặng cột lại đi. Tiếp tục tặng nữa nha, size S nè. Size S cổ yếm nha. Lên mã 77. Trời ơi, quần lót nữa nè. Áo gì đây? Nào. Ai nãy số 1 Thị Sen. Hiền Dương. Này áo kiểu ấy ấy nè. Một lớp tặng luôn nha. Tặng luôn. Mã dây. Tặng thêm 3 con nữa nha quý vị. Kiếm con ren nào đẹp mới tặng. Có ai size XL không quý vị? À bữa hả? Tặng cho ai? Bà đó. Dây Thị Sen. Sen. Cái bữa tình yêu chưa có gì mà vô lấy tặng cái này nên là cuối cùng em xả. 3 cái nữa quý vị ơi. Đẹp không? Áo ống nha, size M nha. Rồi, cái này mã mèo. Tiếp tục cái áo ống nữa nè. Mã hoa, size M. Tiếp tục tặng nữa nè. Mèo nụ nụ. Tặng. Rồi cái này để ở size L nha. Ren nè, tặng luôn. Mã ren. Này chắc chuyến này đi thiệt á. Của nụ nụ. Mã ren size L. Gì đây? Trời ơi, này của người nít, của người lớn hay nít đây. Trời nó đẹp này. Buồn buồn lấy lên làm băng đô được nghe quý vị. Trời ơi, trời ơi, giống như là Alibaba. Đẹp quá ta, giống Ấn Độ nè. Này con nít thì người lớn không biết nữa. Ai có mặt chiếu chiếu gì không? Mã chiếu. Đem mấy cái này ra mà tôi vui vui vẻ, mà tôi ngày nào tôi cũng like, lý do là tôi nhìn nó tôi vui vẻ tôi like gì đó. Hơn Giang Nguyễn ren. Hơn Giang Nguyễn ren. Ừ, nó có cái dúng dúng vậy đó. À, này ren này tặng cho Liên Đỗ nha. Nhân Nguyễn hả? Liên Đỗ nè. Hôm nay lấy chiếu cho ta. Rồi em lên dạy cái áo nít nè. Ai có áo em bé thì mặc nha. Để lấy về không có ấy. Cũng uổng nha quý vị. Rồi 5 cái áo em bé tiếp tục. Mã tím. Một cái. Cái này lớn lớn nè, đẹp nè. Đẹp nha. Mã nhũ. Nguyên Nguyễn tím nè. Rồi tiếp nữa. Ừ. Cái này quá nhỏ thôi bỏ đi. Cái này người lớn mặc được luôn trời. Nít sao sexy dữ ạ. Nhũ Hiền Dương. Này sexy dữ cái ta.
nít không nên mặc sexy, người lớn mua về nó lấy về mặc đi, nít cho mặc sexy quá cũng không tốt. Mã V này người lớn xem size S được nha. Rồi hai cái nữa nha quý vị. Này em bé này lớn lớn nè, mã hồng. Rồi còn gì nữa không mà không giới sầu, cái này đẹp nè, mã xanh. Về cho Hương Gia Nguyễn đi nha. Hương Gia Nguyễn nè, hồng cho Nguyên Nguyễn đi, xanh nè, còn cái này nữa nè, tới đâu rồi, xanh xanh nụ nụ Nguyên Nguyễn phải không, mày đọc hồng ai tên gì, xanh nụ nụ nè. Này này bé bé xinh xinh nè, cho Libella đi nha. Giờ khỏi lên mã đi, ai chưa có mình tặng. Rồi Cường Cường Hồng Song An chưa phải không? Cường Hồng Song An. Cái này nha, Cường Hồng Song An này đi. Rồi. Còn mấy cái áo rớp tớp lấy luôn, tôi lên luôn. Cường Hồng Song An. Rớp tớp bỏ đâu ta? Mấy tình yêu ở lại với em nên là em bán rẻ cho mấy tình yêu mặc nè. Rồi trắng cho Libella rồi nha. Rớp thớp này giống như len len xem ML đều được, không có chỗ nhét mút nha. Tại vì chị tiếc tiền ship của em đó nên là chị để giữ giữ cho em. Đẹp nha, size ML mặc được nè, rớp tớp không có chỗ nhét mút nha các tình yêu ơi. 25k thôi, rẻ. Này cũng không rớp tớp gì mấy. Cũng được ha. Đẹp nè, lên mã nha. 42. Giá rẻ bất ngờ. Cái thằng ren gì nữa đây, sau đây có ren nè. Vô tình dính em ren nè, em sale 15k luôn. 15k. Lên mã 15. Trời ơi, vô tình dính em này cũng rớp tớp xem M size S nè. 42 nụ nụ. 10k. Lên mã 10. Nụ nụ 25 nè, 15 Hiền Dương. Ủa cái này nãy của ai, nhũ của Hiền Dương phải không? Coi chừng con quên. Nói tặng riết bỏ lung tung sợ không biết á. Hiền Dương hả? Ừ. Ở đây. Hiền Dương 15. 10 Nguyên Nguyễn. Cái màn lấy cái màn gì mà. Nguyên Nguyễn 10k. Cái này giống như áo lót trong còn mới luôn nha quý vị. 15. Còn mới luôn á, 20k thôi. Xem M, S, M, L gì đều được nha. Kiểu kiểu gì nè. Nguyên Nguyễn nha. 10. 25k cái này còn mới nha cái tình yêu ơi. Mã A21. Ơi cái này giống cái màn quá trời, cái áo này 10k thôi, size L, nó nhung nhung ngoài sau, ngoài sau chống nguyên cái lưng nha, không có chỗ nhét mút. Quên cái này áo một lớp áo dạng áo kiểu á. 10k lên nhung. Em này áo ống đẹp nè quý vị, áo ống này họa tiết gì đẹp quá nè, size M, cúp xuống cúp lên diễn được nha. 15k mã họa tiết đi. 21, 25, nụ nụ này kiểu kiểu gì nè. 15k size M dạng rớp tớp nè, kiểu kiểu nha. 15k mã xanh đen. Rồi này ren ren này tặng đi nha, tặng lên mã tặng. Dây dây nữa 10k này màu hồng nè, size M 10, mã 10. Quần hả em, xanh đen hả? Quần hả không? Không có còn nhiều. 15k nụ nụ tặng Hiền Dương nè. Tu rua tu rua ngoài sao 10k luôn, mã tu rua.
tặng Hiền Dương nè. 10 Hiền Dương. Tặng Hiền Dương, 10 Hiền Dương luôn. Cái này mình cũng Hiền Dương. Ừ, cái đó hay. Cái này nè tặng màu trắng nè. Ừ. Cái 10k này cũng Hiền Dương. Tua rua nè, 10 nè. Cái nào? Cái đó 10 đó. 5k áo ống dài luôn, mã 5. Màu trắng tinh luôn nè, đem giấu. Cái này là gì, nó mới tinh mà không biết nó xài sao nữa. Cái này không biết xài sao nha. 15. Kéo khóa mà sao nó có cái lỗ lỗ mát mát đây nè. Biết kiểu gì về. Này nó có tăng đưa nè, vô mấy mức, bao nhiêu mức cũng được nha. Cái này có thể có dây đồ được nè. Ai có dây thì mặc lên cũng được luôn nè. Mới chát luôn nha quý vị, không biết mặc kiểu gì nè. 25k. Mã T101. Quỷ này là gì mà đem giấu này đây. Này rớp tớp gì ngán ngủ. Đây rớp tớp này size XL. Ống cho bé bú hả? Đâu có. Size XL nè. 20k mã dây. Đâu có, sao đâu có móc ra được em. À được hả? Áo hút sữa hả? Có ai phù hợp không? Mới quá mới luôn nè. Dán vô trong ra ngoài gì cũng được chứ. Bữa thì ai kêu áo cho mấy người mới làm vú. Ờ, định hình cho mấy người mới làm vú. Áo dây nè, size ML. 15k. 15k. Lên mã đen. Rớp tớp dài dài hiệu nè. Everest, Everlast gì nè. 20k. Size M nha. Mã M. À, cái này là cái zoom suit nè, body suit. Cái XL nào Hương Giang Nguyễn ơi, Hương Giang Nguyễn. Body suit nha. Cái này không phải áo đi biển nha. Đen Thị Sen 15. Mới nha quý vị. Đâu rồi, tôi bứt tem mất rồi ta. Đây còn tem toàn tem nha. Này nó là của F21, nó để size S, nhưng mà cái này S lớn tầm 50kg. M Cường Hồng Sông An 20. À, gì quên nữa rồi. Mặc mà bỏ áo thùng thùng nha quý vị, chứ không phải là áo đi biển nha. Dưới đây có mấy cái nút nè. Mới luôn nha. Mới luôn. 50k. 50k mã 42. À, cái nào XL là... À cái này hả? Hả? 20k đó của Cường Hồng Sông An. Cái này nè. Cái này kiểu nha, không có phải là áo tập nha. Rồi, đây. 20k 42 Ngô Quỳnh Trang. 50 body suit đấy. 20k mã hoa. Không có chỗ nhét mút nha mấy tình yêu, kiểu nha. Nó cũng làm giống như hai lớp á. Tiếp áo. Áo cổ lọ. Áo cổ lọ rớp chớp đẹp nha. Hoa Hiền Dương 20. Áo cổ lọ rớp chớp nha quý vị, đẹp lắm. 35k. Mã lọ. Áo này là áo gì em không biết, áo gì nữa. Hay là áo tăng tớp ngắn. 15k. Nó một lớp nó gì thôi nha. Chắc là tăng tớp ngắn kiểu khoác chơi chơi. Size này tầm size L nha. Lọ nụ nụ. 15k. Mã ngắn. 35 nụ nụ. Rồi cái này 10k. Mã ren. Này sexy.
size S tặng luôn, mã chữ V. Còn cái này em đem giấu đây chị ta. Ren nụ nụ 10k. Rồi cái size S thôi nha, ngực 81 đổ lại thôi, màu hồng quá đẹp. 35k, mã 35 V là của Ren nụ nụ 10k, V của Hiền Dương tặng xong. Rồi em hết nha tình yêu. Gọi là xã thân hậu quân tử. Có ai lấy áo ngực không quý vị? Áo ren đồ cũng còn đó, mà em thấy quý vị mua ren nhiều quá nên em tặng thôi, em muốn bán. Rồi tặng cái này nè, đứt dây đứt nhợ gì nè. 35 thị sen. Ê nhỏ xíu à em, sẽ ép không có vừa đâu, mua cho con mặc thì được. Nè lên mã da tặng nha. Về ai mai ai cắt hay ai làm gì đó làm, tặng về mặc được, mặc được dục lo trà cũng được. Nó chứ nó mới lắm nha, đứt dây rồi. Da nè, có ai lấy áo biếu không? Áo biếu xài lớn lớn không nè quý vị, ai XL đồ, ai L XL áo biếu nè quý vị ơi, mới tin nha. Ai mua vú, tôi bán vú cho ai mà có cái vú bự như gì rất là cưng. Sen ơi, cái áo 35.000 bự, ô quên, nhỏ nha, có lấy không? Cái gì đây? Ai mua vú, tôi bán vú cho ai mà vú bự như gì thì là ừ, còn áo nữa nè, 10k. Trời ơi. 10k mã tím. Áo kiểu nha. Rồi còn nữa. Trời ơi. Rồi 5k luôn, mã số 5. Hương Giang Nguyễn ơi, lấy cái nào? Anh lấy áo ngực phải không? Tím 10k nè, của Hương Giang Ngô Quỳnh Trang. Hương Giang Nguyễn ơi, lấy áo ngực này đúng không? Đây đây đây, lấy cái này đi, cái kia nó bự dữ lắm. Áo ngực này nó để gì? 38B, 38D gì nè, 38C nha tình yêu. Hương Giang Nguyễn ơi, 38C nha, số 5. Số 5 của Quỳnh Trang. Này phải không? 5k. Đây. Hốt đi, hốt đi, hốt đi, đừng ngại ngùng. 40k nha. 40k nè. Này như à, cái đó 60 của ai? An Tâm. Quên. Cái này ở đâu vậy? Ừ. Rồi 40 ok, một cái Hương Giang Nguyễn. Cái này mặc đi bơi đi biển được nè tình yêu. 30k. 30k lấy cái vàng nha. Bấm lên vàng nha. Ồ, có mấy con Victor á, không được có Victor đẹp lắm đó. Hay hút đi hút đi, con lại đằng kia lấy mấy cái áo ngực cho mẹ coi. Ơi mất thời gian con. Không biết đâu. Có một bịch đây nè, đó cái màu vàng sọc sọc thấy không? Lấy áo này không tình yêu, size này 2X luôn. 2XL ren ren nè. 25k. Lấy áo áo xịn nha. Đó, này size XL nè. Này là 38D tiếp tục nè. Đó, 40k luôn nha tình yêu. 38D 40k luôn nha. Tím nè, Hương Giang Nguyễn nè. Nhìn mấy cái khủng thiệt chứ. Đó. Hoa đi nha tình yêu. 40k. Đây nữa nè. Trắng nữa nè. Tìm lại bầu trời. Ai có bầu vú như vậy là quá đã. Sai. Sai gì đây? Khỏi đi làm vú. 38D. 38D là tức là cúp D mặt đẹp nha quý vị. 35k luôn, mã trắng. Trời ơi. Này là quá lớn luôn này, 2X luôn rồi. To lắm. Nè nè, con Victor này xịn nè tình yêu, lấy đi Hương Giang ơi. Mua cái hàng vô áo ngực là 1 triệu nha. Tôi bán 80k. Bự bằng đầu em. Đây đây, 1 triệu tôi bán 80k nè quý vị. Nó đẹp. Tiếc cái tôi mặc không vừa.
tôi mặc thử. Này tầm size L mặc cũng được nè, đâu bự mấy đâu, tầm nếu mà cúp C là mặc đẹp đó. Size L mặc được nha, 80k nè. Mình mặc size S mà mình mặc vô nó nhét thêm cái khăn đây nữa thôi. Mấy bạn ML mặc đẹp nha, được 90-92 mặc đẹp nè, 80k lên mã 80 nha. Hư Gia Nguyễn phải không? Ok nè, lâu lâu tôi mới xả vú ra một bữa nha quý vị. Cái này đẹp nữa nè, ML nha, ML ren nè. Em này 45 thôi, 45 nè, lên mã ren. Rồi một em Bing nữa nè, Bing này size L thôi nha. À cái này nó bị lem lem xíu nè, size M, M lớn, L nhỏ bon chen. Này nếu mà áo ngực thì ok, tại nó hơi ren lem lem nè. 30k thôi, Bing đẹp lắm, ren nè, nụ nụ nè. 45 nhiêu, 45 hả? Thôi 40 đi, không nhớ. 30k hiệu Bing nha, size L mặc đẹp nha, nhưng mặc áo ngực thôi nha, tại vì nó lem lem màu nè. 30k mã ren. Còn con vít nữa nè, tình yêu Hương Giang ơi, con này nó đẹp, size L mặc đẹp nè Hương Giang ơi. 36D chiếu chiếu bừng chiếu 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 bằng chéo chéo đẹp nhức nhối nè. Không lấy con đấy nhé vì nó sát cổ quá. Con nào? Bình không có. Con màu xám, con 80 phải không Hương Giang? Hay là con này? À không, đang nói con này hả? Không, không có lấy, lên mã mới lấy, lấy con 80 thôi. Con này là giống như đính đá hộp nè, sexy đẹp dữ thần luôn, cũng vip luôn nha. 80 luôn nè. Lên mã vip. Không có lấy con ren. Không có lấy con ren, nãy giờ chưa lấy. Một con này đen nữa nè. Con vít ren này, con vít này to. Để coi thử coi. Con bạn vừa thử. À cái con 80 hả? Đâu có sát cổ đâu. Đây, cái này mình tăng đưa được nha tình yêu. Con này tăng đưa được nha. Con này đúng đẹp luôn đó. Rồi, lấy con này đi, con này bự hơn nè. Đủ đủ lấy con này đi em. Size L mặc đẹp đó. 80 thì đó XL. Cái này tầm size L mặc được nè, nụ nụ. Nụ nụ lấy con này đi em, quá đẹp luôn em. 80 hả? Ừ. Cho ai? Cho Hương Giang Nguyễn thử con này coi. Này cũng XL lớn. Trời ơi. Gì lê. Rồi nè, nụ nụ lấy con này không? Đi biển nè. Kêu sexy để cho em. Nụ nụ lấy này đi, chị tặng cho em nè. Tặng luôn đi. Để đàn chi mệt quá. Nè, tặng luôn, không cần xin phép. Tặng luôn đó. Nhìn bỏ mặc áo gì. Lấy con đen nè. Đen này hả Hương Giang Nguyễn ơi, con đen này nó mút mỏng thôi nha, không có dày. Mặc giống áo giáp hả? Rồi để cho Hương Giang Nguyễn 435k thôi. Hồi giờ sau là tôi tuột giá âm. Nè, size L nè, 20k thôi, ren 20 nè. 20 nè, lên mã ren đi. Ủa nãy có ai lấy cái này không? Rồi áo kiểu quên mất. Size M ngôi sao ren 20. Rồi nụ nụ lấy cái 80 vít không em? 20 nè. Nụ nụ ơi lấy cái này không? Này đẹp nè em. Nụ nụ. Rồi cái này 25k luôn nha, mã trắng, size M L gì đó. Áo kiểu không có mút nha. Rồi cái này 5k. Lên mã 5. Em coi còn cái gì nữa không? Còn ren nhiều lắm mà chắc quý vị lấy đủ rồi. Lấy nữa tốn tiền quý vị. Không chị ơi. Cái này đẹp nè. Màu rêu nè, 20k luôn, size M nha.
lên mã rêu trắng này 25 nè, hay là rêu nụ nụ. Rồi em nghĩ nha quý vị, gan ép hả, ép này cũng vừa nè, không thì mờ không biết nó nằm đâu á. Ủa nhớ có áo băng quấn ai lấy rồi ta. Rêu là 20k, mấy cái quần bó đi chị, quần nào ta. 20 S không, nụ nụ S đây này, S hay gì đây, sao mắt mờ mà nó để cái size nhỏ xíu. Đây S là tình yêu 20k nha, rêu của nụ nụ rồi nha tình yêu, 20k nè, S nha, mã S đi nè, S nữa nè, 20k đen nè, S nữa nè tình yêu, đây 20k luôn da. Máy thơ hết pin rồi đấy nha, này mờ thấy khóc đi khóc đi khóc đi da. 20 nè, giống cái của Hiền Dương. Trời ơi quần gì đây, quần này của con nít nè, S nữa nè, 10k tụt giá luôn nè, 10k mã dây da hết rồi em, da sao S này đủ vừa đâu cái tình yêu ơi. Trời ơi thấy chưa, dính cây kẹp tôi trong đây. Ống ống nữa nè, 5k ống ren 5k, kiểu này kiểu gì không biết, kiểu gì nè, kiểu ống luôn nè, ống thôi này nó ấy tem rồi. Rồi này tặng đi nha, lên tặng nè, 10k Hiền Dương. Rồi em nghĩ nha quý vị, sẽ ép mà nó căng ra ren nó giãn ra, 5k Quỳnh Trang, còn gì nữa không em, nói chung là còn đồ nhiều lắm, nhưng mà đây nè, da 5k nữa nè, đẹp trời ơi. Con tím tím này lấy chưa, tím tím nè, giờ tuột xuống 20 luôn nha, mã tím nè, S nè. Bởi gì 5 da nữa nè, Quỳnh Trang nè, màu xanh đen này đẹp lộng lẫy luôn, đáng lẽ 30 mà bán 20 luôn nè, xanh đen. À, gì nữa không, à này cũng đẹp nữa nè, dễ thương nè. Ôi 10k luôn, 10k xanh đen nụ nụ nè, rồi hết pin hết pin. 10k mã 10 đi, rồi em nghỉ nha quý vị, hết pin rồi nè, 20 cứ lâu lâu em mang vú ra bán, bữa vú là tiền lời đó, cái tiền vốn này em bán siêu phẩm tiền lời là vú, nên quý vị lấy vú đi cho em có lời. 10k đen nè, đâu rồi, của Ngô Quỳnh Trang. 20 là nào ta, 20 là cái tím hả em, cái xanh đen chị lấy cho em rồi, cái xanh đen chị lấy cho nụ nụ rồi nha, còn cái tím nha. Mời cái đen của ai, của Quỳnh Trang, nụ nụ chị tặng em này em. Giống cái màn cửa không, tặng em nha, đó đông đưa đông đưa. Mặt mặt sexy tối quyến rũ chồng, xin miếng collagen sức lên mặt.
tới khúc bà nói xàm rồi đó. Đừng ai ghẹo cái miệng bà. Tặng hả? Để kiếm cái tặng cho Hương Giang Nguyễn nha. Lấy hay không? Không biết nữa, không trả lời. Ghê đó, tặng bất chấp luôn. Nụ nụ có lấy không em? Lấy cái gan nhà, cửa nhà không? Cái gan treo trước cửa không? Hương Giang Nguyễn CXL đúng không? Tặng em nãy giờ mấy cái rồi. Nụ nụ có lấy cái đó không? Nè Hương Giang Nguyễn CXL này được không? Nãy giờ Hương Giang Nguyễn chưa có nè. Tặng cái này đi nụ nụ ơi, có lấy không? Không lấy tặng cho Hương Giang nha. Đó. Nè Hương Giang cái này là vừa CXL nè. Tặng em con hồng. Hồng hả? Con hồng này được không? Giờ kêu hồng tôi cũng không biết con hồng rồi. Nụ nụ lấy. Lấy nào? Lấy cái rèm á. Rồi Hương Giang. Con hồng này bự mà. Hương Giang nè, trời ơi. Quỳnh Trang con này hồng này nha. Hồng size M, M lớn, L nhỏ vậy nè. Ơi size M thôi. Ok, hồng sen. Hồng sen hả? Phải này hồng sen không? Tôi biết tôi chích liền. Rồi tặng luôn. Rồi hết nha quý vị. Của này của ai? Của Quỳnh Trang. Rồi inbox cho em, inbox cho em, chép inbox cho nó nhanh nha. Không lấy hồng hả? Sao Vân rồi sao không lấy hồng? Hương Giang á. Hương Giang cái hồng đó mới là XL. Còn cái tặng cho nụ nụ không vừa. Thôi lấy cái bự nãy tặng đi nha. Cái nào nãy 2X đó. Tôi tặng mà tôi phải chờ lên ok không nữa tôi mệt lắm nha. Tặng cái khác đi. Đây. Này được không? Da nè, màu da nè. Đó. 2:30 à. Thích con ren mỏng hả? Mỏng hết rồi. Con da đó đi nha tình yêu ơi, hết rồi, hết con mỏng rồi. Đung đưa hả? Ừ, thấy chưa? Bao nhiêu người thích con đó đó con này, nó lạ đó. Nghe nói sinh collagen là mau mau. Ok. Rồi, bye bye cả nhà. Con ren này đẹp bụng. Thấy không? Rồi, đó. Bye bye cả nhà nha. Nhớ inbox cho em nha. Bà nào cũng muốn quyến rũ chồng. Kệ, phải quyến rũ. Không quyến rũ thì nó đi quyến rũ con khác, con khác lại quyến rũ nó, cũng vậy thôi. Mắc cười bữa hổm hai chị em nói chồng kêu bằng thằng chồng. Cái ông chồng ổng nghe nói chồng mà kêu bằng thằng chứ không lại kêu bằng con. Em luôn. Ai. Em ớp nha, tình yêu máy hết pin rồi đó. Hẹn gặp lại các tình yêu trong một ngày gần nhất. Bye bye. Vui ha, mà còn được có mấy người. Tại lúc đầu lo bán, nói chuyện nhanh đồ này nọ. Chốt đơn, được chốt đơn. Cuối giờ là phải giỡn đồ vô. Ai ở lại là yêu quý nhau lắm mới ở lại tới giờ này đó. Chứ thôi ta mua đủ đơn, người ta đi ra hết trơn rồi. Bye bye cả nhà. Chúc cuối tuần vui vẻ.